Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 89. Thần nông cốc là một sơn cốc khổng lồ, chỉ có một lối ra vào, trước lối ra vào mây mù ẩn hiện, có hai vị trưởng lão đang đứng canh. Ngô Bình có thủ lệnh của Cơ Tiên Bằng, cầm nó là có thể được vào trong. Anh nói với Lam Hân Nguyệt, Hân Nguyệt, em về trước đi. Đợi lúc anh từ núi Hỗn Mang trở về sẽ tới tìm em. Lam Hân Nguyệt biết tiếp theo mình không giúp anh được gì nữa, bèn gật đầu, được, chồng đi sớm về sớm nhé. Thủy Liên Thắng tiễn Lam Hân Nguyệt về, còn anh thì vào thần nông cốc. Linh khí trong thần nông cốc cực kỳ dồi dào, sở hữu linh khí mà rất nhiều thời không ở duy độ cao mới có, khu vực khác nhau thì linh khí cũng khác nhau. Dùng khả năng nhìn thấu vạn vật, anh phát hiện trong sơn cốc này có bảy bố dày đặc những trận pháp nhỏ, nhờ đó mà hấp thu các loại năng lượng khác nhau từ hư không. Anh thầm thấy chấn động, người tạo ra thần nông cốc chắc chắn là một nhân vật lớn cực kỳ giỏi giang. Dõi mắt nhìn ra không thấy điểm cuối của thần nông cốc, anh không có ý định đi sâu vào trong, việc cấp bách trước mắt là phải tới núi Hỗn Mang cứu bố và Lữ Tổ trước. Đi một vòng, anh ra khỏi thần nông cốc, Hỷ Liên Thắng vẫn đợi anh ở bên ngoài. Cơ Tiên Bằng có lệnh, sau này ông ấy chuyên môn làm việc vặt cho Ngô Bình. Công tử, cậu đã xem xong rồi à? Ngô Bình gật đầu, chỗ này cũng khá lắm. Thì trưởng lão, bây giờ tôi đi núi Hỗn Mang luôn. Thì Liên Thắng nói được, ông ấy dẫn Ngô Bình phi hành một đoạn trên thần thổ thông thiên thì phía trước xuất hiện một dãy núi mờ ảo, bên ngoài cứ như được bọc một dải lụa mỏng, nhìn không rõ. Thì Liên Thắng, công tử, đây chính là núi Hỗn Mang. Trong núi có cấm chế mạnh mẽ, chỉ những người có lệnh bài mới phá được cấm chế để vào. Tới gần. Ngô Bình lấy lệnh bài Cơ Tiên Bằng cho mình ra rồi bước tới vài bước, cảm giác giống như chen thân vào giữa những bong bóng xà phòng. Thì trưởng lão, ông không cần phải đợi tôi đâu, mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ trở ra. Anh vẫy tay với Hỷ Liên Thắng rồi đi sâu vào trong núi Hỗn Mang. Vào khu vực núi Hỗn Mang, Ngô Bình cảm thấy khí tức ở đây vô cùng phong phú, khác hẳn bên ngoài. Trước mặt anh có hàng nghìn đỉnh núi sừng sững, cao chừng mấy trăm dặm. Thế nên anh trở về với bản thể, hóa thân thành người khổng lồ cao nghìn mét, chạy như bay giữa các đỉnh núi. Đi được một đoạn, anh lấy bùa ngọc ra liên lạc với Lý Niệm Tổ. Trên người Lý Niệm Tổ có bùa ngọc, chỉ cần khoảng cách không quá xa thì họ có thể liên lạc được với nhau. Bùa ngọc phát sáng, trong đó truyền ra tiếng của Lý Niệm Tổ Tiểu Bình. Ngô Bình vui mừng, bố đang ở núi Hỗn Mang à. Lý Niệm Tổ, bố bị kẹt trong một ngọn núi. Sư tổ đâu ạ? Lý Niệm Tổ, sư tôn bị kẹt trên đỉnh núi, bây giờ bọn ta không thể ra ngoài được. Ngô Bình, đang yên đang lành sao lại tới núi Hỗn Mang chứ? Lý Niệm Tổ, sư tôn nói bố có huyết mạch lôi thần, muốn hái quả vân lôi để bố dùng, ai ngờ nơi này lại nguy hiểm đến vậy, tới thì dễ mà đi lại khó khăn muôn phần. Ngô Bình, bố đừng lo, con lập tức tới đó ngay. Anh xác định được phương hướng thì chạy nhanh về phía trước. Lúc đi ngang qua một đỉnh núi thì bỗng có một bàn tay đen kịt khổng lồ từ đỉnh núi đó giơ lên, bóp lấy cổ anh. Bàn tay khổng lồ đó cực kỳ mạnh mẽ, Ngô Bình dũng mãnh đến vậy mà cũng bị nó kéo xuống. Sau đó anh cảm giác được có một cái miệng lớn cắn lên vai của mình. Nhưng vai của anh được bao phủ bởi vải thiên, lại có nhiều lớp bảo vệ, cái miệng lớn kia vừa cắn vào đã gãy mất mấy cái răng, đau đớn gào lên tức giận. Lúc Ngô Bình rơi xuống đất mới nhìn rõ thứ cắn mình là một sinh linh vô cùng quái dị, trông giống như một trái bí đao vậy, không có mắt, chỉ có một cái miệng khổng lồ, trong đó đầy răng sắc nhọn. Hai bên có hai cái tay đen ngòm, bây giờ nó đang dốc sức cắn anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình một quyền đấm bay nó, sau đó phất tay, 3000 kiếm quang phóng tới. Úi úi úi, con quái vật bị đánh kêu loạn. Nhưng nó vẫn không bị thương chút nào. Anh cả kinh, anh hiểu rõ kiếm quang của mình sắc bén đến cỡ nào, thế mà không chém chết được nó sao? Anh nhảy lên, giẫm trên con quái vật, há miệng phun lửa thần Hỗn Mang, muốn thiêu chết nó. Bị lửa thiêu mà con quái vật vẫn không sao cả, còn tỏ vẻ rất hưởng thụ, nó há miệng ra, để lộ ra một cái lưỡi màu xanh lá chuối. Mày đang cười nhạo tao đấy à? Ngô Bình tức giận. Tay phải thò vào trong miệng nó, nắm lấy cái lưỡi kéo ra ngoài, nhưng lưỡi nó có tính đàn hồi, kéo thế nào cũng không đứt. Thế là anh phóng kiếm quang ra, không ngừng chém lên trên đó,
cái lưỡi bị cắt khiến máu màu lam vàng ứa ra. Quái vật đau đớn ú ớ xin tha. Ngô Bình vẫn chưa hả giận, dùng khí kiếm đánh rụng mấy cái răng của nó, cuối cùng cho 100.000 kiếm quang chui vào bụng nó, sau đó bịt miệng nó lại. Kiếm khí chém loạng trong bụng khiến con quái vật quằn quại nhưng không làm gì được vì đã bị Ngô Bình ghì chặt, hai cánh tay khổng lồ của nó cũng đã bị anh dẫm xuống đất. 15 phút sau, cuối cùng con quái vật cũng nằm im, nhưng Ngô Bình biết nó chưa chết nên đã phóng lôi điện ra đánh nó. Sau một trận sấm nổ đùng đoàng, bề mặt con quái vật đã đen thui thùi lùi, Ngô Bình buông tay, ngây ngốc nhìn nó. Sức sống của con này dẻo dai quá, nếu không nhờ mình có nhiều thủ đoạn thì không thể nào làm gì được nó. Mấy giây sau, con quái vật lại cử động, bỗng xuất hiện thêm hai con mắt, hai tròng mắt xanh biếc, trông có vẻ dễ thương. Ngô Bình nổi giận, đang định tiếp tục giết nó thì quái vật bỗng nói, tôi nói chừng đó được rồi đấy, cậu định đánh chết tôi thật à? Phát âm của con quái vật này tròn vành rõ chữ, giống như một MC tốt nghiệp từ nước Viêm Long vậy. Ngô Bình kinh ngạc quá đỗi, mày biết nói tiếng người à? Có gì đâu mà bất ngờ, có biết đây là đâu không? Ngô Bình, núi Hỗn Mang. Quái vật nói, Hỗn Mang là bố tôi, cậu tới địa bàn của tôi còn đòi giết tôi, cậu có nói đạo lý không? Ngô Bình thì tức đến nỗi bật cười, thế tên khốn nào bắt tao rồi còn muốn ăn thịt tao? Quái vật, tôi tưởng cậu là một con chim nên bắt định ăn thịt, cắn vào mới biết mình nhầm. Ngô Bình, bớt con mẹ nó nói nhảm đi, có con chim nào trông giống tao không hả? Quái vật, xin chú ý ngôn từ của cậu, loài người các cậu đều ăn nói thô tục vậy à? Ngô Bình nheo mắt nói, tao nghe nói loài Hỗn Mang của mày ăn thịt người xong thì có thể dùng được trí tuệ của người đó, mẹ kiếp, không phải mày đã ăn phải một MC đấy chứ? Quái vật đáp, tôi không phải Hỗn Mang. Bố tôi mới là Hỗn Mang, bây giờ tôi vẫn chưa có tên, cậu có thể gọi tôi là Hỗn Mang đời hai. Ngô Bình, gọi tắt là Nhị Hỗn nhé. Quái vật, tùy cậu. Ngô Bình, Nhị Hỗn, mày vẫn luôn sống ở đây à? Hỗn Mang đời hai, tóm lại là ở rất lâu rồi. Bố của mày đâu? Hỗn Mang đời hai, nó ấy à? Nó biến thành một phần của núi Hỗn Mang rồi. Cậu cũng biết vạn vật đều có tuổi thọ. Sau khi sinh ra tôi thì cũng đến lúc nó nên chết, đây chính là sự tiếp diễn của sinh mệnh. Hết cách rồi, trên đời này chỉ được có một thú Hỗn Mang thôi. Ngô Bình, chẳng phải mày nói mày là Hỗn Mang đời hai à? Hỗn Mang đời hai, đúng vậy, bây giờ tôi vẫn chưa trưởng thành đến cấp độ Hỗn Mang, nếu không tôi đã ăn cậu từ lâu rồi. Ngô Bình cười khẩy, có tin bây giờ tao ăn mày luôn không? Hỗn Mang đời hai, cậu bạn. Người với người có thể thiện lành với nhau chút không? Ngô Bình, mày là con người à? Hỗn Mang đời hai, tuy tôi không phải con người nhưng tôi có trái tim con người, lòng có con người thì tôi chính là con người. Lý sự cùn gì thế không biết, Ngô Bình đá nó một phát rồi quay người định đi, anh không muốn lãng phí thời gian với thứ này. Hỗn Mang đời hai kêu, cậu bạn, dẫn tôi đi với. Nơi quỷ quái này buồn chán quá, dẫn tôi ra ngoài chơi với được không? Ngô Bình đứng lại, mày xấu thế này, tao dẫn mày ra ngoài làm gì? Hỗn Mang đời hai nhảy tại chỗ hai cái rồi biến thành một con chó lớn, cặp mắt xanh biếc, lông trắng muốt, cao 3 mét, trông khá là đáng yêu. Thế nào, có phải bây giờ tôi rất đẹp không? Ngô Bình hỏi nó, mày biết đỉnh Vân Lôi không? Hỗn Mang đời hai, hỏi thừa, nhà tôi mà tôi không biết được à? Ngô Bình, thế giúp tao đi, bố tao và sư tổ tao ở chỗ đó. Mày giúp tao cứu họ ra. Hỗn Mang đời hai, chuyện nhỏ, đi. Ngô Bình và con chó lớn bay về trước một đoạn thì nhìn thấy một đỉnh núi cao đồ sộ, trên đó lôi quang dày đặc, tiếng sấm nổ đùng đoàng. Ngô Bình, Nhị Hỗn, nghe nói trên này có quả Vân Lôi à? Con chó lớn, có đó, một tia hồn phách của bố tôi sau khi chết đã hóa thành một cây ăn quả, quả của cây đó đúng là rất khá. Ngô Bình, mày theo tao lên đó. Một người một chó lên núi, lôi điện khủng bố trên núi đánh xuống bọn họ nhưng họ chẳng hề hấn gì, trông còn rất thoải mái. Đến lưng chừng núi, Ngô Bình phát hiện ra một sơn động, lối ra vào bị lôi điện bít chặt, trong đó truyền ra khí tức của Lý Niệm Tổ. Anh tách lôi điện ra, bước thẳng vào bên trong. Bấy giờ Lý Niệm Tổ đang ngồi xếp bằng trên đất, cảm giác được có người bước vào, ông vội vã mở mắt ra. Lúc nhìn thấy người tới là ai, ông vui mừng gọi Tiểu Bình. Ngô Bình, bố không sao chứ?
Lý Niệm Tổ lắc đầu, không sao, chỉ là lôi điện bên ngoài quá khủng khiếp, bố thử mấy lần mà đều bị đánh thương tích đầy mình, chỉ có thể nằm yên trong động. Ngô Bình gật đầu, không sao, bố ở đây đợi con lên tìm sư tổ. Nói xong anh tiếp tục đi lên đỉnh. Càng lên trên, lôi điện càng dày đặc, anh tới trên đỉnh nhìn thấy một cái cây nhỏ, cao trên đầu người một chút, trên đó có mấy quả treo lủng lẳng. Bấy giờ Lữ Thuần Dương đang giơ tay hái một quả, người bị cố định ở đó, không động đậy được. Anh biết, đây là sức mạnh của loại trái cây kia, khiến Lữ Thuần Dương đứng yên không nhúc nhích. Anh lắc đầu, đi tới đẩy một cái, Lữ Thuần Dương đã khôi phục lại nhận thức, ông ấy lùi hai bước, ngơ ngác nhìn Ngô Bình, sao cậu lại tới đây? Ngô Bình liếc ông ấy một cái, con mà không tới thì sư tổ người sẽ đứng mãi mãi ở đây đấy ạ. Lữ Thuần Dương suy nghĩ lại, cười khổ, là ta đã sơ suất rồi. Ngô Bình nhìn trái cây rồi giơ tay hái một trái. Lúc chạm vào quả, một đạo lôi điện với khí tức hủy thiên đánh vào cơ thể anh, nhưng anh chỉ cảm thấy tay hơi tê một chút chứ không sao cả. Anh hái hết 8 quả trên cây, cất vào lồng ngực rồi nói, sư tổ, mau đi theo con. Lữ Thuần Dương ngẩn người, sau đó đi theo sau một người một chó xuống sơn động. Trở về hang động, Ngô Bình bóc vỏ một quả, bên trong có một chùm tia chớp, anh trực tiếp nhét vào miệng Lý Niệm Tổ luôn. Tia chớp xuống bụng, hóa thành một nguồn năng lượng ấm áp, chảy khắp cơ thể ông. Lý Niệm Tổ vội ngồi xếp bằng, hấp thu luyện hóa nguồn năng lượng này. Lữ Thuần Dương hỏi, Huyền Bình, sao tu vi của cậu cao thế? Hơn nữa khí tức lại khủng bố đến như vậy, khiến tôi phải sinh lòng kiêng dè đấy. Ngô Bình, một lời khó nói hết. Sư Tổ, con nghe nói Sư Tổ tới từ đại thế giới kiếm đạo ạ. Lữ Thuần Dương im lặng một lát rồi nói, ừ, năm xưa ta cũng được xem là thiên tài kiếm đạo của đại thế giới kiếm đạo, tiếc là bị tiểu nhân hãm hại nên phải chuyển thế tu lại. Ngô Bình rất tò mò, Sư Tổ, rốt cuộc ai hại Sư Tổ vậy? Lữ Thuần Dương nhìn Ngô Bình, nói với cậu cũng được, tên tiểu nhân đó chính là kiếm đạo quân. Năm xưa tôi và ông ta tố chất tương đương nhau, tôi còn có phần nhỉnh hơn chút. Ông ta tự biết mình không thể cạnh tranh lại tôi nên dùng thủ đoạn nham hiểm hại tôi, khiến tôi trở thành phản đồ của đại thế giới kiếm đạo. Sau đó ông ta giết hại 73 mạng người già trẻ lớn bé của nhà tôi. Ngô Bình nhíu mày, kiếm đạo quân này đúng là đáng chết. Anh hỏi, sư tổ, khi nào người mới đột phá lên đại la vậy ạ? Lữ Thuần Dương, còn lâu, tôi là kiếm tiên, muốn đột phá thì tốt nhất phải có được truyền thừa của kiếm cung. Ngô Bình cười nói, sư tổ, con có được ý nghĩa âm dương và ý nghĩa thiên tượng, hay là con nói cho sư tổ nghe nhé? Lữ Thuần Dương sửng sốt, sau đó thì mừng rỡ, tốt quá. Kiếp trước tôi tu đến tầng 3 chân tiên, chỉ thiếu cái ý nghĩa này thôi. Ngô Bình lập tức dùng thần niệm truyền hai ý nghĩa mà mình biết cho Lữ Thuần Dương. Lữ Thuần Dương xem xong thì cười, Huyền Bình, chúng ta đi thôi. Ngô Bình dẫm chân, một đạo điện quang đưa mọi người ra khỏi đỉnh Vân Lôi, thẳng tới biên giới núi Hỗn Mang. Ra khỏi kết giới cấm chế, Lữ Thuần Dương nói, Huyền Bình, tôi về bế quan một thời gian. Hai bố con cậu chăm chỉ tu luyện, đợi ngày tôi tu thành Đại La sẽ tới tìm hai bố con. Ngô Bình, bố, bọn con chỉ là vợ chồng hờ thôi. Lý Niệm Tổ chừng anh một cái gì mà vợ chồng hờ, các con đã bái đường thì chính là vợ chồng thật. Ngô Bình hiểu được Phủ Chiến Vương đang lâm vào tình cảnh khó khăn, cũng thật lòng muốn giúp Lam Hân Nguyệt nên bèn nói, vâng, vậy thì đi ạ. Anh nhìn con chó lớn, nhị hốn, mày có đi với tao không? Con chó, phí lời, không đi với cậu, nhỡ đâu lạc đường thì sao? Ngô Bình không thèm để ý đến nó, anh liên lạc với Hỷ Liên Thắng nói muốn rời khỏi đây một thời gian. Hai người và một con chó trở về Phủ Chiến Vương. Cách Phủ Chiến Vương vài trăm dặm, Ngô Bình cảm nhận được một luồng khí tức khác thường. Đến khi lại gần, anh đã thấy Phủ Chiến Vương đang bị vô số hung thú bao vây, bọn chúng dốc sức phá trận pháp bảo vệ bên ngoài Phủ Chiến Vương. Tuy trận pháp rất mạnh nhưng rõ ràng cũng không thể chống đỡ quá lâu. Nhiều nhất là hai ngày nữa sẽ bị đám hung thú này phá vỡ, đến lúc đó hậu quả không thể lường được. Ngô Bình thay đổi sắc mặt, đang định ra tay thì nhị hỗn nói, nhiều đồ ăn vậy, để tôi đi. Nhị hỗn hóa trở lại bản thể, hai cánh tay đen lòm chộp về phía đám hung thú, mỗi lần bốc một con, bắt được thì trực tiếp nhét vô miệng. Tốc độ của nhị hỗn rất nhanh, một giây đã ăn hết mười mấy con hung thú.
vài phút đã ăn hết sạch gần một nửa số hung thú rồi, đám còn lại thấy nguy hiểm, rú lên một tiếng rồi chia ra bỏ chạy. Nhị hỗn nào có tha cho bọn chúng, lập tức truy sát, hai bàn tay khổng lồ chụp lia lịa, ăn hết sạch. Bụng nó như cái động không đáy, ăn bao nhiêu hung thú cũng có thể tiêu hóa được trong tích tắc. Không còn đám hung thú, người trong phủ chiến vương mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hạ trận pháp xuống, làm Hân Nguyệt đi ra. Nhìn thấy Ngô Bình tới, cô ấy vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, chồng, anh về rồi. Ngô Bình gật đầu, quận chúa, đây là bố anh. Làm Hân Nguyệt vội bước lên trước hành lễ, con chào bố chồng ạ. Ngô Bình ngớ người, trong lòng thầm nói, sao em lại gọi bố chồng thế, chúng ta chỉ giả làm vợ chồng thôi mà. Lý Niệm Tổ rất vui, thấy con dâu không chỉ xinh đẹp mà còn hiểu lễ nghĩa bèn cười nói, tốt, tốt, quận chúa không cần phải đa lễ. Làm Hân Nguyệt hỏi, chồng, đám hung thú kia bị anh đuổi đi đấy hả? Đang nói chuyện thì con chó lớn chạy tới với vẻ mặt thỏa mãn, rồi còn ợ hơi nữa. Ngô Bình, ừ, bị con chó này của anh đuổi đi hết rồi. Nhị hỗn trợn mắt lên, tôi không phải chó, tôi là hỗn mang đời hai. Ngô Bình, nó tên nhị hỗn. Tuy Lam Hân Nguyệt rất tò mò nhưng không hỏi nhiều, mời Ngô Bình và Lý Niệm Tổ vào phòng khách trước. Nói chuyện đôi câu, Ngô Bình mới biết những thế lực kia vẫn chưa từ bỏ, không biết dùng thủ đoạn gì mà khiến quanh phủ chiến vương xuất hiện nhiều hung thú đến thế. Hung thú tới quá đột ngột, rất nhiều nô bộc trong nhà đã bị chúng ăn mất. May là vẫn còn trận pháp bảo vệ phủ, nếu không lần này phủ chiến vương nguy hiểm trùng trùng. Ngô Bình cũng để ý thấy trong đám hung thú kia có không ít con đã đạt tới cấp chân tiên, may là có nhị hỗn ra tay, nếu không anh cũng phải tốn sức lắm mới dẹp được. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói, xem ra phủ chiến vương phải chủ động ra tay rồi, không thể bị động mãi thế này được. Lam Hân Nguyệt, ý của anh là sao? Ngô Bình, nói cho cùng thì thứ bọn họ thèm khát là đất phong của phủ chiến vương. Anh hỏi em, bây giờ quyền kiểm soát ở những khu đất phong này như thế nào? Lam Hân Nguyệt khẽ thở dài, đa phần đất phong đều bị thực lực địa phương độc chiếm, không ít thế lực đã không đóng thuế cho phủ chiến vương nhiều năm rồi. Một số ít thì chịu nộp thuế nhưng chỉ nộp tầm 1/10 số tiền đã quy định thôi. Chỉ có vài thế lực nhỏ chịu nộp đủ thuế. Ngô Bình, sở dĩ đám người này dám không nộp thuế là vì phủ chiến vương không còn sức uy hiếp đối với họ nữa. Chỉ cần phủ chiến vương đủ lớn mạnh, đương nhiên bọn họ sẽ ngoan ngoãn nộp thuế thôi. Nói xong, anh lại nói, có bản đồ đất phong không? Lấy ra anh xem. Lam Hân Nguyệt sai người mang tới một tấm bản đồ, bên trên có khoanh vùng các khu vực. Ngô Bình phát hiện trong đất phong của phủ chiến vương có rất nhiều đất nước, bộ lạc, thế gia hào phiệt, thậm chí tông môn, chợ lớn, thành phố lớn, v.v., số lượng rất nhiều. Anh nhìn lướt qua đã tìm được khu vực lớn nhất, mảnh đất này chiếm 1/10 diện tích đất phong, bên trong có tài nguyên khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Mảnh đất này thuộc về chiến ma tông. Anh nói, quận chúa, em nói về chiến ma tông này cho anh nghe thử xem. Lam Hân Nguyệt nói với anh, chiến ma tông là tông môn hạng nhất, thực lực rất mạnh. Tông chủ vừa tu tiên vừa tu ma, có một loại bí pháp có thể lợi dụng sinh linh để tạo ra một số lượng lớn con rối chiến ma. Chiến ma tông năm nào cũng chuẩn bị 100.000 con rối chiến ma, những con rối này đều đạt cấp địa tiên bất tử, những con mạnh hơn có thể sở hữu sức chiến đấu cấp hư tiên. Chiến ma tông thực hiện chế độ thống trị cực kỳ tàn khốc đối với khu vực mình kiểm soát, bà con đều như sống trong chảo lửa. Ví như trong chiến ma tông có khá nhiều mỏ khoáng, đào khoáng sản là công việc hết sức vất vả. Để cắt giảm chi phí khai thác, chiến ma tông không phân biệt nam nữ, già trẻ lớn bé, đều bắt họ phải thực hiện nghĩa vụ đào khoáng sản 3 tháng mỗi năm. Không muốn đào khoáng sản cũng được, nhưng bắt buộc phải nộp tiền. Không chỉ bị ép buộc lao động, người dân ở đó còn phải nộp thuế cao, nhiều người vì thế mà trở thành lưu dân, một số ít người chạy nạn sang những nơi khác, xa rời quê nhà. Bọn họ chịu đựng sự bóc lột của chiến ma tông, sống cuộc sống không bằng trâu ngựa. Ngô Bình, mỗi năm chiến ma tông này thu thuế nhiều lắm nhỉ? Lam Hân Nguyệt, đương nhiên, lúc bố em còn sống, mỗi năm riêng tiền nộp thuế cho phủ chiến vương đã lên đến 1 tỷ đồng thần long rồi. Mà con số này chỉ bằng 1/3 thu nhập của chiến ma tông thôi. Ngô Bình híp mắt, nói vậy là mỗi năm ít nhất chiến ma tông lợi nhuận đến 3 tỷ đồng thần long. Lam Hân Nguyệt, có lẽ bây giờ còn cao hơn, vì trước đây người dân không bị bóc lột ghê gớm như bây giờ.
Bây giờ vì không bị Phủ Chiến Vương kìm hãm nữa nên họ ngày càng ngang ngược. Ngô Bình chỉ vào vị trí của Chiến Ma Tông trên bản đồ nói, vậy chúng ta lấy Chiến Ma Tông ra để thị uy. Lam Hân Nguyệt, chồng, tông chủ Chiến Ma Tông là một bán bộ đại la. Ngô Bình cười khẩy, bán bộ đại la có gì ghê gớm, anh vẫn có thể đánh chết ông ta. Anh dừng lại chút rồi nói, trước khi đi anh phải đột phá đã. Anh bay lên cao, vận chuyển tiên lực, bắt đầu đột phá cảnh giới sau Long Môn, cảnh giới âm dương. Anh thu hoạch được ý nghĩa âm dương trong âm dương kiếm cung, lại tu luyện thêm âm dương tạo hóa công, điều này khiến lĩnh ngộ của anh đối với âm dương đã đạt đến trình độ cực cao. Thế nên tiến triển trong việc đột phá cảnh giới âm dương cực kỳ thuận lợi, gần như là đột phá trong chốc lát. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã đột phá xong, khí tức toàn thân tăng mạnh, sau lưng xuất hiện một ảo ảnh bát quái, rất tráng lệ. Những đôi mắt đầy địch ý cách đó không xa đang nhìn hiện tượng trên không của Phủ Chiến Vương, sau đó lập tức biến mất. Chưa đến một canh giờ, khí tức của Ngô Bình đã hoàn toàn bình ổn. Trở về mặt đất, anh thản nhiên nói, quận chúa, chuẩn bị xe đi, chúng ta tới Chiến Ma Tông. Lam Hân Nguyệt gật đầu thật mạnh, lập tức cho người chuẩn bị xe, nó là một phi thuyền khổng lồ, vô cùng hoành tráng. Chiếc phi thuyền này là lúc Chiến Vương còn sống đã phí hết 10 tỷ đồng thần long để tạo ra, bên trên có trang bị hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ. Năm xưa rất nhiều thế lực e dè Phủ Chiến Vương là vì Phủ Chiến Vương có chiếc phi thuyền này. Lên phi thuyền, Ngô Bình phát hiện phi thuyền có đại trận phòng ngự rất mạnh, khi đại trận được kích hoạt sẽ có một lớp màn bảo vệ để ngăn cản công kích của kẻ địch. Mũi thuyền có 10 khẩu đại pháo, số đại pháo này rất cổ xưa, khí thế tản ra kinh người, mỗi một khẩu đại pháo đều có 10 tu sĩ điều khiển. Lam Hân Nguyệt giải thích, đây là cự pháo chu thần, một phát pháo có thể hủy diệt tất cả trong phạm vi 100 dặm, đến cả chân tiên cũng không thoát được. 10 phát pháo cùng một lúc có thể phá hủy một pháo đài kiên cố có đại trận phòng ngự. Cô ấy lại dẫn Ngô Bình sang mạn thuyền, mỗi bên mạn thuyền đều bố trí 10 trận nỏ, mỗi trận nỏ có thể bắn ra cùng lúc 100.000 mũi tên tiên. Những mũi tên tiên này bắn rất chuẩn xác, có thể tập trung hỏa lực để tiêu diệt kẻ địch. Những kẻ muốn lại gần phi thuyền sẽ bị công kích bởi những mũi tên tiên này trước tiên. Ngoài nỏ tiên ra, trên thuyền còn có 5 cột buồm cao lớn, đỉnh cột có thể đánh ra sấm sét giết kẻ địch. Đương nhiên, phi thuyền còn có thể chở được hàng triệu tiên binh tiên tướng. Các tiên binh tiên tướng có thể ra khỏi thuyền để tác chiến, hoặc có thể truyền tiên lực vào phi thuyền để công kích kẻ địch. Sức mạnh của đại quân mấy triệu người sẽ tập trung lại, sau đó truyền vào 1.000 hạm pháo quanh thuyền, những hạm pháo này đều từ đại pháo tiên lực chuyển đổi thành. Phạm vi công kích của nó rất nhỏ nhưng sức sát thương thì lại rất lớn, chúng một phát pháo thì dù có là chân tiên cũng phải chết. 1.000 khẩu pháo cùng nổ thì dù là đại la kim tiên cũng chống đỡ không nổi. Nhưng điểm thật sự mạnh mẽ của phi thuyền không phải là cự pháo chu thần, cũng không phải là hạm pháo hay trận nỏ, mà là thuyền trưởng có thể chỉ huy tất cả tiên lực mà các chiến sĩ phát ra, đồng thời dùng sát trận hùng mạnh của phi thuyền để triển khai thần thông pháp thuật có uy lực khủng bố. Đây là một phi thuyền cấp đại la, trên lý thuyết mà nói thì chỉ cần trình độ của thuyền trưởng đủ cao thì con thuyền này có thể phát ra sức chiến đấu cấp đại la kim tiên. Nhưng từ sau khi Chiến Vương qua đời, chiến thuyền này chưa từng có được một vị thuyền trưởng đủ tiêu chuẩn. Dù có cũng chỉ là tạm thời đảm nhiệm chức vụ trong tình cảnh cấp bách, nhưng không một ai đạt tiêu chuẩn. Ngô Bình vào trong khoang thuyền trưởng, một chiếc ghế cực lớn đặt giữa phòng, xung quanh là những cơ quan vô cùng phức tạp vi diệu, thông qua trận pháp điều khiển cả con thuyền. Lam Hân Nguyệt khẽ than, năm xưa phụ vương của em từng chỉ huy phi thuyền xông vào sào huyệt của quân địch, bắt sống tướng lĩnh, từ trận chiến đó mà được phong vương, uy chấn thiên hạ. Ngô Bình, có phi thuyền hùng mạnh thế này, Phủ Chiến Vương cần phải sợ người khác sao? Lam Hân Nguyệt thở dài, tuy phi thuyền này mạnh nhưng có yêu cầu cực cao đối với thuyền trưởng. Giống như em có thể tạm thời đảm đương chức vụ thuyền trưởng, nhưng sẽ không phát huy được đến 1/10 sức mạnh của thuyền. Phụ Vương thì khác, nếu ông ấy còn, ông ấy hoàn toàn có thể phát huy được 100% uy lực của phi thuyền. Ngô Bình, thiết kế của phi thuyền này có vấn đề. Lam Hân Nguyệt, trên thế gian này không có gì hoàn hảo. Thật ra chiếc chiến thuyền này là vật thượng cổ, có 3 cấp độ trạng thái chiến đấu. Năm xưa phụ vương của em đạt được đến cấp trung, còn như em thì e rằng đến cấp thấp cũng không đạt được. Ngô Bình, ồ, vậy còn một trạng thái chiến đấu cấp cao đúng không? Lam Hân Nguyệt gật đầu, vâng, nếu ở trạng thái cấp cao thì phi thuyền sẽ biến đổi hình dáng.
nhưng yêu cầu của nó với thuyền trưởng rất cao, đến bây giờ vẫn chưa có ai làm được. Ngô Bình, anh thử nhé. Lam Hân Nguyệt cười nói, anh là thiên kiêu, chắc chắn sẽ không kém hơn phụ vương của em. Ngô Bình hóa thành người khổng lồ cao 100 mét, ngồi vào ghế điều khiển. Bỗng chốc đại trận được kích hoạt, vô số tia sáng tiến vào người anh, liên kết với thần anh của anh. Mới đầu có mấy nghìn tia sáng, sau khi xác nhận Ngô Bình không sao đồng thời có thể chịu đựng được liên kết thì lại có mấy chục nghìn tia sáng xuất hiện, kết nối với thần anh. Ngô Bình vẫn cảm thấy bình thường, sau cùng thì có hàng triệu tia sáng xuyên vào, thành lập liên kết chặt chẽ với thần anh của anh. Bỗng chốc, anh cảm thấy như mình trở thành phi thuyền, chiến thuyền chính là anh. Bây giờ tầm nhìn của phi thuyền chính là tầm nhìn của anh, mọi thứ trên phi thuyền anh đều kiểm soát được một cách tự nhiên. Trung tâm của phi thuyền là một trận pháp cấp đại la, trận pháp bây giờ đã được anh kiểm soát, nhờ trận pháp, thần niệm của anh được phóng đại lên hàng trăm hàng nghìn lần. Phi thuyền vốn đang yên tĩnh bỗng phát ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt. Nhìn thấy vầng sáng này, Lam Hân Nguyệt run lên, đây là trạng thái cấp cao sao? Ngô Bình cảm thấy trạng thái hiện tại của chiến thuyền không phù hợp với anh, thế nên anh khẽ động tâm niệm, kết cấu của chiến thuyền bỗng xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chiến thuyền xếp lại, biến hình, sau cùng biến thành một pháo đài cao mấy chục nghìn mét, bên ngoài pháo đài có bọc thép dày và kiên cố. Những khẩu pháo và nỏ được bày bố chi chít cùng với mười mấy loại vũ khí kỳ quái, mỗi cái mỗi tác dụng khác nhau. Trong chiến thuyền, ý thức của 5 triệu chiến sĩ cùng lúc nhận được mệnh lệnh, yêu cầu bọn họ kích hoạt tiên lực. Bỗng chốc sức mạnh của 5 triệu người tập hợp trong pháo đài, những tiên lực đó trải qua sự tôi luyện của lò luyện võ đạo của Ngô Bình, hợp làm một với kiếm quang của anh, kết thành một ảo ảnh hình người, bảo vệ xung quanh pháo đài. Ảo ảnh hình người phất tay, một đạo kiếm quang rực rỡ chém ra, đánh nát vài trăm ngôi sao trên trời. Lam Hân Nguyệt đứng chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài thấy cảnh này, lập tức ngây ra như phỗng, lẩm bẩm, mạnh quá. Đây chính là trạng thái cấp cao của phi thuyền, pháo đài chiến tranh sao? Ngô Bình mở mắt ra nói, quận chúa, xem ra anh có thể điều khiển phi thuyền với trạng thái cấp cao, pháo đài chiến tranh. Lam Hân Nguyệt cười nói, chiến vương phủ ta có pháo đài này, ai dám ức hiếp? Pháo đài chiến tranh rung lên rồi biến mất trong không trung. Một giây sau, nó đã xuất hiện trên không phận của chiến ma tông. Pháo đài chiến tranh xuất hiện, uy lực khủng khiếp ấy khiến cả chiến ma tông đều đang run rẩy. Một bóng người bay ra, là một người đàn ông trung niên mặc đồ đen, ông ta nhìn chằm chằm pháo đài chiến tranh, vẻ mặt phức tạp, con người tràn ngập vẻ sợ hãi. Người đàn ông trung niên khom người sâu bái một bái, tông chủ chiến ma, Vân Võ Dương, tham kiến quận chúa. Lam Hân Nguyệt lạnh lùng nói, Vân Võ Dương, ông biết hôm nay tôi tới đây làm gì không? Vân Võ Dương vội đáp, xin quận chúa dặn dò, chiến ma tông sẽ tuyệt đối phục tùng. Ngô Bình nói, Vân Võ Dương, nhiều năm qua chiến ma tông của ông không nộp đồng thuế nào cho phủ chiến vương. Quận chúa rất giận, vốn muốn diệt chiến ma tông của ông đấy. Tôi khuyên quận chúa suy nghĩ lại nên quận chúa mới quyết định cho các ông thêm một cơ hội nữa. Tuy nói vậy nhưng Ngô Bình vẫn khởi động pháo đài chiến tranh, khí tức khủng bố kia khóa chặt Vân Võ Dương, khiến ông ta không thể nhúc nhích. Vân Võ Dương toát mồ hôi hột, pháo đài chiến tranh này mạnh hơn phi thuyền của chiến vương năm xưa nhiều, ông ta không phải là đối thủ. Thứ này tùy tiện tấn công một phát là có thể giết được ông ta rồi. Cảm ơn, từ bây giờ, chiến ma tông và Vân Võ Dương tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của quận chúa. Ngô Bình, thế này đi. Chiến ma tông nộp bù khoảng tiền thuế trước đây đã thiếu, như vậy thì có lẽ quận chúa có thể tha thứ cho ông. Vân Võ Dương, rõ, tôi lập tức chuẩn bị tiền. Không còn bị khóa chặt, Vân Võ Dương lập tức trở về chiến ma tông. Mấy phút sau ông ta lại xuất hiện, sau lưng dẫn theo không ít trưởng lão chiến ma tông, bọn họ cung kính nộp tiền thuế những năm trước lên. Ảo ảnh hình người đứng sau lưng pháo đài giơ tay cầm, số tiền này lập tức bay vào trong pháo đài chiến tranh. Ngô Bình gật đầu, đồng thời rà soát sổ sách Lam Hân Nguyệt đã đưa cho anh, thấy số tiền không sai, tổng cộng 24 tỷ 700 triệu đồng thần long. Có thể gom được số tiền lớn thế này chỉ trong thời gian ngắn, có thể thấy được chiến ma tông giàu có thế nào. Sau khi nhận tiền, Ngô Bình nói, Vân Võ Dương, từ nay ông tự giác đi nhé. Dứt lời, pháo đài chiến tranh lập tức rời đi đòi nợ tiếp. Chiến ma tông là một thế lực tương đối mạnh. Các thế lực nhỏ còn lại không thể sánh được với nó. Nếu chiến ma tông phải khuất phục thì các thế lực còn lại đương nhiên cũng phải quy thuận,
pháo đài chiến tranh đi đến đâu, Lam Hân Nguyệt thậm chí không cần phải lộ diện mà những thế lực kia đã chịu phối hợp rất ăn ý, đồng ý bù đắp những khoản thuế nợ nhiều năm. Những chuyện khác không nói, pháo đài chiến tranh này tương đương với một đại la kim tiên đến đòi nợ, ai dám không trả lại. Vì vậy, chỉ trong vài ngày, Ngô Bình đã giúp Phủ Chiến Vương truy thu tất cả các khoản nợ thuế từ khắp nơi, với tổng số tiền lên tới hơn 530 tỷ đồng thần long. Đột nhiên, Phủ Chiến Vương kiếm được núi tiền, dầu nứt đố đổ vách. Có chỗ tiền này rồi, Phủ Chiến Vương có thể đào tạo thêm nhiều cao thủ, nuôi binh, mua thêm trang bị. Trở lại Phủ Chiến Vương, Ngô Bình nói với Lam Hân Nguyệt, Hân Nguyệt, sức mạnh của chú Nguyền đó biến mất rồi. Lam Hân Nguyệt mừng rỡ, thật sao? Ngô Bình gật đầu, có lẽ đối phương đã thấy sự lợi hại của pháo đài chiến tranh nên không dám thi triển chú thuật nữa. Hơn nữa Phủ Chiến Vương có số tiền này rồi thì cái gì chẳng mua được cơ chứ. Cho nên, đám người kia giờ phải vô cùng kiêng dè. Lam Hân Nguyệt, đây đều là công lao của anh. Trên đời này có lẽ cũng chỉ có anh điều khiển được pháo đài đó. Ngô Bình, Hân Nguyệt, anh phải đi rồi. Sau này có vấn đề gì cứ trực tiếp liên lạc với anh sẽ tới ngay lập tức. Lam Hân Nguyệt, anh không ở lại thêm vài ngày sao? Ngô Bình, không được rồi, anh còn nhiều việc cần giải quyết. Lam Hân Nguyệt khẽ thở dài, được rồi, có thời gian em sẽ tới thăm anh. Nói rồi, Lam Hân Nguyệt trao cho anh một chiếc nhẫn chữ đồ rồi nói, trong này có 10 tỷ đồng thần long. Em không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy anh là thiên tài hiếm gặp, cần dùng nhiều tài nguyên để tu luyện. Đây là chút thành ý của em. Thấy Lam Hân Nguyệt chân thành như vậy, anh cười đáp được, vậy anh không khách sáo nữa. Sau khi từ biệt người của Phủ Chiến Vương, Ngô Bình và Lý Niệm Tổ quay lại Đại Lục Côn Luân. Thần Thổ Thông Thiên có ma trận dịch chuyển nên lúc về dễ dàng hơn nhiều. Trên hoang mạc của Đại Lục Côn Luân, một tia sáng vụt qua. Sau đó, Ngô Bình và Lý Niệm Tổ hiện thân. Lý Niệm Tổ cảm thán, đi xa lâu như vậy, cuối cùng cũng quay lại đây rồi. Ngô Bình, về nhà thôi bố ơi. Về đến nhà, người nhà họ Lý đều vô cùng vui mừng. Lý Vân Đẩu, bà cô, chú trẻ, đều tới để đoàn tụ với hai bố con họ. Nghe nói anh trai đã từng lấy vợ lúc ở Đại Lục Hồng Hoang, Ngô Mi mừng rỡ nói anh đi ở rể sao? Vậy chị dâu chắc giàu lắm nhỉ? Ngô Bình trợn mắt lườm cô bé, trẻ con trẻ mỏ đừng có nói linh tinh, anh mày là do bất đắc dĩ mới phải làm vậy, nếu không thì sao cứu được bố? Bọn anh chỉ đóng giả vợ chồng mà thôi. Anh vươn tay ôm lấy Đỉnh Nhi, cậu bé đang quấn tã vui vẻ chạy nhảy, lăn lộn khắp nơi. Cậu bé thích nhất là chạy tới chỗ Đông Hoàng bới đồ đạc. Bảo tàng bí mật của Đông Hoàng bên trong giấu rất nhiều bảo vật cũng bị cậu bé bới tung lên. Đông Hoàng tức đến nỗi muốn treo cổ. Lý Niệm Tổ nhìn cháu trai, cháu gái vui đùa thì trong lòng vui mừng khôn tả. Ông ấy cười nói, Tiểu Bình, con cũng sinh rồi, đám cưới của con và San San, Tử Di cũng nên tổ chức đi thôi. Cứ để như vậy thì không hay lắm. Lý Vân Đẩu, đúng vậy, cũng nên tổ chức rồi. Tổ chức hôn lễ xong là làm tiệc đầy tháng cho bọn trẻ. Lý Mai đột nhiên nói, ông nội, cháu cũng có thai với Tiểu Bình rồi. Mọi người sững sờ, thi nhau quay lại nhìn Ngô Bình. Ngô Bình gãi đầu, mới bầu một tháng thôi. Đồng thời, thân là tông chủ Lý Thị, anh cũng phải mời cả một số tông lão của Lý Thị và các nhân vật quan trọng khác trong gia tộc. Ngoài ra còn các thế lực có quan hệ mật thiết với Lý Thị như quốc vương nước Kim Ưng, Chu Thị, Lâm Thị. Bàn bạc xong việc chuẩn bị cho hôn lễ, Ngô Bình ở nhà thêm 2 ngày rồi lại tới chỗ cấm quân. Thân là tổng thủ lĩnh cấm quân, anh phải sát sao với công việc. Cấm quân lúc này sớm đã thay đổi. Hóa ra, sau khi họ tu luyện giáo trình mà anh viết, cấm quân đã có sự phân hóa rõ rệt. Ví dụ như giáo trình cơ bản, có khoảng 10% số người trong cấm quân tu luyện được, hoàn thành các nội dung trong giáo trình. Thực ra đây là bước đầu sàng lọc, tuyển chọn người tài trong cấm quân. Cho nên, 10% binh sĩ tu luyện được giáo trình cơ sở kia sẽ tiếp tục tu luyện bộ giáo trình thứ hai. Lần này, trong số những người đó chỉ có hơn 30% là tu luyện được những nội dung trong giáo trình thứ hai. Những người đạt tiêu chuẩn này sẽ tiếp tục tu luyện giáo trình thứ ba. Giáo trình thứ ba sẽ khó hơn. Trong số những người học chỉ có khoảng 15% là vượt qua được kỳ sát hạch cuối cùng. Tiếp theo, những người đậu kỳ sát hạch sẽ học tiếp giáo trình thứ tư do Ngô Bình biên soạn. Hiện tại, Ngô Bình đã viết được 5 bộ giáo trình,
binh sĩ trong cấm quân hay tếu táo gọi bộ sách này là từ lớp 1 đến lớp 5. Trong đó, mỗi bộ giáo trình tương đương với một lớp. Học đến giáo trình số mấy thì là lớp đó. Ví dụ có hai cấm quân gặp nhau trên đường, một người hỏi, người anh em học lớp mấy rồi? Một người khác đáp, lớp 3 rồi. Người vừa hỏi lập tức tỏ ra vô cùng tôn trọng, lớp 3 sao? Giỏi quá, em mới lớp 2 thôi. Còn có những người đến giáo trình sơ cấp cũng không thi đạt thì vẫn có cơ hội học tiếp. Có điều nếu trong 3 năm mà vẫn không thể vượt qua giáo trình số 1 thì buộc phải rời khỏi cấm quân. Đại tướng quân vô cùng hài lòng về bộ giáo trình của Ngô Bình. Ông ấy còn tâu lên hoàng đế, hy vọng có thể phổ cập bộ giáo trình này trên phạm vi cả nước. Nếu phổ cập thì Ngô Bình cũng sẽ có quyền lợi, tiền bản quyền hoàn toàn do anh quyết định. Ngô Bình ở lại chỗ cấm quân nửa ngày. Anh đang họp với thủ lĩnh cấp dưới thì đột nhiên có một binh sĩ tới báo, tổng thủ lĩnh, có một vị quan gia họ Hàn muốn cầu kiến. Họ Hàn, Ngô Bình nghĩ một lát, sau đó bảo các thủ lĩnh khác họp tiếp còn anh ra ngoài gặp khách. Trong sảnh, Ngô Bình vừa đi ra đã nhìn thấy một người quen, chính là Hàn Bạch của sở tình báo. Anh Hàn, Ngô Bình kinh ngạc. Hàn Bạch cười ha ha một tiếng, nói cậu Ngô, đã lâu không gặp. Ngô Bình quan sát và phát hiện ra rằng Hàn Bạch giờ đã là một cao thủ có cảnh giới cao hơn anh, điều này khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Hàn Bạch, cậu cảm thấy kỳ lạ vì thấy anh cũng đã trở thành tu sĩ phải không? Ngô Bình cũng khá ngạc nhiên. Hàn Bạch nói, kỳ thực anh là con cờ của tiên đình dưới hạ giới, chỉ là trước đó anh không biết thôi. Sau đó thế cục thay đổi, anh đột nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện, tu vi cũng được khôi phục. Ngô Bình, thì ra là tiên đình sớm đã có kế hoạch rồi. Hàn Bạch gật đầu, thời gian trước, anh phải tập thích ứng với thân phận mới của mình. Anh hiện là cục trưởng cục cảnh sát của nước Long, cũng là một cơ quan mật vụ. Bộ phận anh làm việc trước đây hiện thuộc cục cảnh sát. Ngô Bình, thực không ngờ tới. Anh Hàn, hôm nay anh đột nhiên tìm tới tìm tôi là vì có chuyện gì sao? Hàn Bạch cười nói, chúng ta là người quen cũ nên anh sẽ nói thẳng. Hiện tại có rất nhiều người đang điều tra cậu. Những điều tra viên này điều tra từ ba hướng. Một là điều tra Trương Tiểu Bình, hai là điều tra Ngô Bình, ba là điều tra Lý Huyền Bình. Cuối cùng, cả ba đầu mối đều dẫn tới cậu. Anh đương nhiên biết, đây là ba danh tính của cậu, nhưng người ngoài không biết chuyện này. Ngô Bình, cũng không ngoài dự đoán của tôi. Một khi thời cơ đã chín muồi, tôi cũng sẽ không tiếp tục che giấu những danh tính này nữa. Hàn Bạch, có điều, với tình hình hiện tại, anh khuyên cậu vẫn nên duy trì ba tầng danh tính này. Chỉ là, về phía hoàng đế, anh không thể che giấu giúp cậu được. Ngô Bình, điều này tôi hiểu. Anh có thể nói với hoàng đế tất cả những gì anh biết. Hàn Bạch, thực ra, bất kể là danh tính nào của cậu cũng đều vô cùng xuất sắc. Sau khi biết rõ, hoàng đế sẽ chỉ càng trọng dụng cậu hơn. Ngô Bình, anh Hàn, anh vẫn y như xưa, có phải anh còn chuyện gì chưa nói ra không? Mau nói đi. Hàn Bạch khẽ mỉm cười, quả nhiên là bạn cũ. Cậu quả là hiểu anh. Đúng vậy, anh tới đây để xin cậu giúp một chuyện. Ngô Bình, tôi có thể giúp gì cho anh? Hàn Bạch, nước Long mới thành lập không lâu, muốn khống chế tu sĩ, có hai biện pháp tốt nhất. Một là phong chức cho làm quan hưởng bổng lộc, hai là cung cấp đan dược. Ngô Bình đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của đan dược. Giả dụ ban đầu có một thiên tài và một người bình thường. Thiên tài không có đan dược còn người bình thường có đan dược. Lúc này, người bình thường có thể không ngừng thăng cấp nhờ đan dược. Kết quả cuối cùng rất đáng ngạc nhiên, người bình thường ban đầu có thể vượt qua thiên tài kia. Cho nên anh muốn tôi luyện đan giúp. Hàn Bạch, thầy luyện đan năm sao tím đã cực giỏi, nhưng anh biết trình độ của cậu không chỉ dừng lại ở đó. Cậu có được truyền thừa của sư tổ Huyền Hoàng nên anh muốn nhờ cậu luyện giúp một loại đan dược khiến người thường cũng có thể trở thành thiên tài. Ngô Bình, anh thử lấy ví dụ xem. Hàn Bạch, hai ta đều biết cảnh giới cực hạn của nhân tiên là cảnh giới vương, cảnh giới đế. Nếu chúng ta có thể luyện ra loại đan dược giúp mọi người đột phá cảnh giới vương và cảnh giới đế thì chẳng phải có thể đào tạo ra một nhóm thiên tài phục vụ chúng ta rồi sao? Ngô Bình lắc đầu đáp, anh nghĩ đơn giản quá. Nếu cho tôi đủ dược liệu thì quả thực có thể luyện ra loại đan dược đó, nhưng công sức và vốn phải bỏ ra để luyện ra nó có thể còn cao hơn giá trị của nhân tiên cảnh giới vương và cảnh giới đế. Hàn Bạch mỉm cười đáp, cậu chưa hiểu ý của anh rồi. Thứ chúng ta đang nhắm tới là lôi kéo những gia tộc lớn. Cho dù vốn phải bỏ ra có lớn thế nào,
chỉ cần lôi kéo được họ thì chúng ta sẽ không lỗ. Ngô Bình giờ đã hiểu ra, anh đáp, hóa ra là như vậy. Hàn Bạch, thực ra đây chính là ý của Đại Thiên Tôn. Chúng ta dùng đan dược để khiến thiên tài mất đi giá trị. Ngô Bình cau mày hỏi, khiến thiên tài mất đi giá trị. Hàn Bạch gật đầu, Đại Thiên Tôn cho rằng, sau này tư chất sẽ không còn quan trọng nữa, chỉ cần có tài nguyên là có thể tạo ra nhân tài. Ngô Bình trầm ngâm, thực ra anh cũng đã sớm nhận ra điều này. Khi một người có đủ tài nguyên, có thân thế đủ lớn thì chắc chắn sẽ không thua kém gì những thiên tài bẩm sinh. Trên thế giới này đã từng có bao đấng anh tài tuyệt thế, nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải đa số họ vẫn bị vùi dập bởi dòng chảy thời gian và sự khắc nghiệt của lịch sử hay sao? Suy nghĩ vài giây, anh đáp, anh Hàn, tôi nghĩ nếu chỉ với sức của một mình tôi thì làm không nổi bao nhiêu. Hàn Bạch, không sao cả, Tiên Đình bồi dưỡng rất nhiều đan sư giỏi. Chỉ cần cậu đồng ý dạy họ thì sau này họ cũng có thể luyện ra những loại đan dược lợi hại như vậy. Hàn Bạch nói tiếp, Đại Tiên Tôn còn nói, ai là người đầu tiên luyện ra được loại đan dược này thì sẽ được hưởng lợi từ nó. Trong tương lai, mỗi lần bán được một viên đan dược đó thì người đầu tiên luyện ra nó sẽ được chia một phần lợi tức. Ngô Bình, loại đan dược này chắc chắn không thể luyện với số lượng lớn nên phần lợi tức đó cũng chẳng đáng là bao. Hàn Bạch cười đáp, nhưng chẳng phải cậu sẽ được Đại Tiên Tôn coi trọng hơn sao? Ngô Bình, tôi có thể thử, có điều tôi cũng hy vọng anh giúp tôi một việc. Hàn Bạch, cậu cứ nói. Ngô Bình, là thiên tướng của Thiên Địa Kiếm Tông là sư tôn của tôi. Ông ấy hiện đang bị Kiếm Đạo Quân giam giữ, tôi hy vọng anh có thể cứu ông ấy ra. Hàn Bạch trầm ngâm một lát rồi đáp, chuyện này cũng không khó, chỉ cần Đại Tiên Tôn nói một câu là xong. Thế này đi, trước mắt cậu luyện giúp anh vài ba loại đan dược. Chỉ cần chúng có công hiệu đủ tốt, anh đảm bảo La Thiên Tướng có thể bình an trở về. Ngô Bình, được, cho tôi vài ngày đi, xong xuôi tôi sẽ liên hệ với anh. Hàn Bạch cười đáp, quyết như vậy nhé. Sau khi tiễn Hàn Bạch đi khỏi, Ngô Bình bắt đầu nghĩ xem nên luyện chế loại đan dược nào. Sau khi cân nhắc một chút, anh quyết định luyện chế một loại đan dược có thể giúp người ta bước vào cảnh giới vương của nhân tiên, tên là Tiên Vương Đan. Đồng thời, anh cũng luyện chế một loại đan dược giúp giải phóng và nâng cao khả năng của nguyên thần lên mức cực đại, anh đặt tên cho loại đan dược này là Đại Thần Đan. Hôm đó, anh quay về nhà chuyên tâm luyện đan, anh mất 2 ngày để nghiên cứu Tiên Vương Đan, còn Đại Thần Đan, anh phải mất đến 3 ngày mới xong. Sau đó, anh giao 2 viên Tiên Vương Đan đế phẩm và 2 viên Đại Thần Đan đế phẩm cho Hàn Bạch. Trên thực tế, anh còn đã luyện được ra đan dược cấp truyền kỳ, nhưng anh không giao nó cho Hàn Bạch. Sau khi anh giao đan dược đi, Lý Thanh Đế đột nhiên chạy tới tìm anh. Lần trước Lý Thanh Đế đã cùng anh đi tới Thái Thanh Kiếm Tông. Tư chất của Lý Thanh Đế cũng không tệ, giờ đã là đệ tử chân truyền của Thái Thanh Kiếm Tông, anh ta vừa mới ở bên đó chạy tới chỗ Ngô Bình. Lý Thanh Đế, tông chủ, Lý Thị tại Linh Xuyên phái người gửi thiệp tới mời anh tới Linh Xuyên tham dự, đại hội tông chủ Lý Thị. Ngô Bình nhận thiệp mời, thấy trên đó ghi là tông chủ Lý Thị ở Linh Xuyên mời tông chủ Lý Thị ở Đông Hải đến tham dự đại hội tông chủ Lý Thị, ngoài ra cũng không có nội dung gì khác. Ngô Bình hỏi, Thanh Đế, mục đích của đại hội tông chủ này là gì? Lý Thanh Đế, tông chủ, tôi đoán là họ muốn tìm hiểu rõ hơn về anh. Dù sao hiện tại anh là đệ tử tinh anh của Thái Thanh Kiếm Phái, những người này đều cảm thấy có chút ngờ vực. Ngô Bình, cùng là người nhà họ Lý, quả thực tôi cũng phải gặp họ một lần mới được. Lý Thanh Đế, Linh Xuyên rất lớn, quốc gia lớn nhất của nó được gọi là Nước Lương. Hoàng đế của Nước Lương tên là Lý Thương. Lý Thương này cũng chính là một trong những tông lão của nhà họ Lý ở Linh Xuyên. Ngoài Nước Lương ra, còn có một Thiên Kiếm Môn, môn chủ cũng là người nhà họ Lý. Tên là Lý Thiên Tàm. Linh Xuyên là một địa bàn rộng lớn, đất đai phì nhiêu, mật độ dân số cao, được người đời gọi là Linh Xuyên 3 triệu dặm. Linh Xuyên có hàng chục tỷ người, và khoảng 15% trong số họ mang họ Lý, vì vậy họ Lý rất có thế lực ở Linh Xuyên. Đương nhiên, ngoài họ Lý ra thì Ngô Thị, Trần Thị, Tần Thị cũng khá có thế lực ở nơi này. Ngô Bình, Linh Xuyên quá phức tạp, tôi nghĩ Nước Long sớm muộn gì cũng sẽ hạ gục nó. Lý Thanh Đế, giữa Linh Xuyên và Nước Long, có một thế lực rất mạnh chen vào giữa, đó là giáo phái Thiên Cổ. Thủ đoạn của phái Thiên Cổ rất tà ác, Nước Long vì vậy vẫn còn e dè chưa dám trở mặt với thế lực này. Tuy nhiên,
giáo phái thiên cổ cũng có ảnh hưởng rất lớn đến khu vực Linh Xuyên, rất nhiều thành viên hoàng thất và con cháu thế gia đều là đệ tử của giáo phái thiên cổ. Ngô Bình, tông chủ Lý thị ở các nơi khác có lẽ không chỉ có hai người họ phải không? Lý Thanh Đế, tôi sớm đã đi nghe ngóng rồi, tông chủ Lý thị ở các nơi có tổng cộng 29 người, nhưng một số nơi có quy mô khá nhỏ. Ngô Bình gật đầu, xem ra đại hội tông chủ lần này quy mô cũng không nhỏ đâu. Lý Thanh Đế, tông chủ, ngày kia là ngày tổ chức đại hội, đa số các tông chủ đã tới từ ngày mai. Tông chủ nói xem chúng ta có nên đến sớm giống họ không? Ngô Bình, họ đến sớm như vậy chắc là để tranh thủ xây dựng quan hệ. Lý Thanh Đế, các tông chủ này có một nửa đã sáp nhập vào Lý Thị ở Linh Xuyên. Còn những tông chủ không gia nhập thì trong lòng không khỏi bất an, lo sợ không biết Lý Thị ở Linh Xuyên đang muốn làm gì. Ngô Bình, Thanh Đế, trong Lý Thị ở Linh Xuyên này có cao thủ cảnh giới Đại La không? Lý Thanh Đế lắc đầu, theo tôi được biết thì có một vị lão tổ, tu vi là bán bộ Đại La. Ngoài ra thì còn có 12 vị chân tiên, còn có một số trưởng lão cũng rất mạnh. Ngô Bình, xem ra thế lực của bên đó rất mạnh, chỉ e đại hội lần này không đơn giản. Lý Thanh Đế, tông chủ, anh là đệ tử tinh anh của Thái Thanh Kiếm Tông, dù là Lý Thị ở Linh Xuyên cũng sẽ không dám đắc tội. Ngô Bình, có nghĩ nhiều cũng vô ích, đến đó là sẽ biết thôi. Thanh Đế, ngày mai hãy cùng tôi đến Linh Xuyên một chuyến. Lý Thanh Đế, vâng. Hôm đó Ngô Bình ở nhà với các con, đến sáng sớm hôm sau anh gọi Lý Thanh Đế cùng đi tới Linh Xuyên. Từ Hưng Long đi về phía tây, bay khoảng nửa ngày qua sa mạc Gobi rộng lớn, rồi băng qua cao nguyên phủ đầy tuyết trắng là sẽ bước vào không phận của một khu rừng nguyên sinh hùng vĩ. Ngô Bình dừng lại, hỏi, Thanh Đế, nơi này hẳn là địa bàn của giáo phái thiên cổ. Lý Thanh Đế nhìn bản đồ đáp, có lẽ đúng là nơi này. Giáo phái thiên cổ hẳn cũng có không ít cổ trùng. Đúng lúc này, cổ thần cơ đang say ngủ bên trong anh đột nhiên tỉnh táo khác thường. Như thể, nó cảm nhận được điều gì đó nên đột nhiên dùng mình một cái. Ngô Bình cũng có dự cảm gì đó, anh nói, Thanh Đế, anh đến Linh Xuyên đợi tôi trước, tôi sẽ đuổi kịp sau. Lý Thanh Đế gật đầu, sau đó tiếp tục đi về phía Linh Xuyên. Ngô Bình mở mắt thấu thị tìm kiếm xung quanh đó. Anh hiểu rõ thứ khiến cổ thần cơ sợ hãi như vậy chắc chắn phải là một sinh linh rất đáng sợ. Khi quan sát, anh không khỏi kinh ngạc, anh nhìn thấy cả khu rừng nguyên sinh to lớn nơi đâu cũng có những kết giới to nhỏ khác nhau. Bên trong những kết giới này đều có một con cổ trùng rất mạnh đang tu luyện. Anh đang nghĩ xem có nên xuống dưới túm một con lên nghiên cứu không thì đột nhiên thấy một luồng sáng dưới đất bay lên tới tận không trung. Sau khi luồng sáng này bay lên không trung, Ngô Bình nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ trắng, dung mạo khôi ngô tuấn tú, dáng vóc mảnh khảnh mà cân đối. Người đàn ông quan sát Ngô Bình rồi hỏi, các hạ là tu sĩ của Linh Xuyên sao? Ngô Bình, tôi chỉ đi ngang qua đây, vừa hay đang tìm đường tới Linh Xuyên. Người đàn ông, anh bạn, tôi thấy căn cốt của anh không tồi, có muốn thử thần cổ không? Ngô Bình, thần cổ. Người đàn ông mỉm cười, chắp tay nói, tôi là Trương Bạch Y của Thiên Cổ Giáo, trong tay tôi có vài thần cổ có uy lực rất mạnh. Những loại thần cổ này yêu cầu cực cao về thể chất của người sử dụng. Chỉ có các bậc thiên tài tuyệt thế mới được chúng chấp thuận. Mắt tôi giỏi nhất là phán đoán thể chất của người khác, từ xa tôi đã nhìn thấy ánh sáng kỳ diệu bên ngoài cơ thể anh. Cho nên, tôi biết anh chắc chắn là kỳ tài trong số những kỳ tài. Ngô Bình rất ngạc nhiên đáp, ồ, anh nhìn thấy được huyền quang sao? Trương Bạch Y cười đáp, trong cơ thể tôi có cổ thần nhãn có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy. Ngô Bình, cổ trùng của anh, tại sao lại muốn cho tôi thử kia chứ? Trương Bạch Y cười đáp, tôn chỉ của giáo phái thiên cổ là sẽ dung nạp người hữu duyên vào trong giáo phái. Tôi thấy thể chất của anh phi phàm, chắc chắn sẽ được thần cổ chấp nhận. Một khi được nó chấp nhận thì anh sẽ lập tức trở thành trưởng lão của giáo phái thiên cổ. Ngô Bình giật mình hỏi lại, thành trưởng lão luôn sao? Trương Bạch Y đáp, đúng vậy, hơn nữa còn là hoàng y trưởng lão có cấp bậc khá cao. Ngô Bình không có hứng thú với cổ trùng, anh đáp, nhưng xin lỗi. Tôi còn có việc bận nên không có thời gian. Trương Bạch Y, anh bạn đừng bỏ lỡ cơ duyên này, thần cổ đó chỉ có thể thức tỉnh trong 7 ngày, chỉ còn 2 ngày nữa là chúng sẽ tiếp tục ngủ sâu. Đợi khi chúng tỉnh lại lần nữa thì không biết phải đợi đến bao lâu nữa. Anh ta nói tiếp, nếu anh không tin tôi thì có thể tới giáo phái thiên cổ xem xét, tìm hiểu về thần cổ.
Ngô Bình trầm ngâm vài giây rồi hỏi, anh là gì của giáo phái đó? Trương Bạch Y, tôi là trưởng lão Tử Y của giáo phái Thiên Cổ. Trưởng lão của giáo phái chúng tôi từ thấp đến cao là Hắc Y trưởng lão, Thanh Y trưởng lão, Hồng Y trưởng lão, Hoàng Y trưởng lão và Tử Y trưởng lão. Ngô Bình, nói vậy thì anh là trưởng lão cấp cao nhất ở đó. Trương Bạch Y, không sai, tôi chính là một trong 13 Tử Y trưởng lão. Bên trên chúng tôi còn có 4 vị trưởng lão trụ cột, địa vị của họ là cao nhất. Nhưng bình thường mà nói thì những việc cụ thể vẫn do chúng tôi trực tiếp quyết định. Ngô Bình, tôi xem trong sách thấy nhắc đến trên đời có một loại cổ thần cơ, đó có phải một loại cổ cao cấp không? Trương Bạch Y mỉm cười đáp, cổ thần cơ sao? Đó là loại thiên cổ trong truyền thuyết, đã thất truyền từ lâu rồi. Trương Bạch Y nói tiếp, chỉ bằng anh bạn xuống dưới nói chuyện chi tiết hơn với tôi. Ngô Bình cây to chẳng sợ gió lớn, anh cũng chẳng sợ đối phương đang định ám hại mình. Vậy nên, sau khi suy nghĩ một lát, anh đáp, được. Anh đi theo Trương Bạch Y, đáp xuống một thành phố. Thành phố này không lớn, nằm trong rừng sâu, không gian vô cùng tịch mịch. Họ đi tới một căn nhà lớn bên trong thành phố. Trương Bạch Y mời Ngô Bình vào phòng khách rồi lệnh cho thuộc hạ bưng trà rót nước. Trà này là đặc sản địa phương, hương vị rất đặc biệt. Ngô Bình phát hiện dù là nha hoàn bưng trà rót nước thôi thì trong người đều có một hoặc vài con cổ trùng. Nhưng những loại cổ đó không cao cấp. Tại hạ tên Ngô Bình, anh chủ động xưng tên. Trương Bạch Y, hóa ra là anh Ngô. Loại cổ thần cơ ban nãy anh nhắc tới là một loại thiên cổ. Thiên cổ là loại cổ trùng cao cấp nhất, bên dưới nó là thần cổ, huyền cổ, linh cổ, thổ cổ. Những đệ tử thông thường của giáo phái chúng tôi thường chỉ có thổ cổ bởi linh cổ thôi cũng đã yêu cầu cao về thể chất rồi. Người bình thường sẽ không chịu được việc đưa linh cổ vào cơ thể. Ngô Bình, vậy mà Trương trưởng lão cho rằng tôi có thể chịu được thần cổ. Trương Bạch Y gật đầu, không sai, tôi cảm thấy anh chắc chắn sẽ đạt tiêu chuẩn. Ngô Bình, tôi chỉ hiểu biết sơ sài về cổ đạo. Quá trình luyện hóa cổ rất nguy hiểm, cho dù đến khi hợp nhất được người và cổ rồi thì cũng có quá nửa khả năng con người sẽ bị nó khống chế. Trương Bạch Y ngạc nhiên, hóa ra anh Ngô hiểu biết khá nhiều về cổ đạo. Không sai, khi người luyện hóa cổ thì ngược lại cổ cũng đang luyện hóa người. Cuối cùng là người điều khiển cổ, cổ điều khiển người hay hai bên chung sống hòa bình với nhau thì còn phải xem bản lĩnh của người luyện cổ. Ngô Bình nhìn anh ta, đáp cho nên anh bảo tôi thử thần cổ thực chất là muốn dùng thần cổ điều khiển tôi phải không? Trương Bạch Y mặt không biến sắc, đáp anh Ngô, thế giới này công bằng, muốn có được thứ gì thì đều phải trả giá. Thành quả càng lớn thì thứ phải mạo hiểm cũng càng lớn. Nếu không có nguy hiểm mà đạt được thành quả thì lại không công bằng rồi. Ngô Bình, tôi nghe nói trong khu rừng này có rất nhiều cổ. Trương Bạch Y, những cổ trùng sống ngoài tự nhiên đó đều chưa được thuần hóa, chúng vô cùng nguy hiểm. Cho nên, khu rừng này nối tiếp với cổ giới, nó có rất nhiều vùng cấm địa, sinh linh nào tới gần thì chỉ có đường chết. Trương Bạch Y cười đáp, muốn vào đó cũng dễ thôi, chỉ cần trở thành đệ tử chân truyền hoặc trưởng lão là được. Nhưng muốn trở thành đệ tử chân truyền hoặc trưởng lão thì vẫn phải luyện hóa được cổ trùng tương ứng với cấp đó. Ngô Bình, tôi không có hứng thú gia nhập giáo phái của các anh, nhưng chắc chắn anh sẽ muốn hợp tác với tôi. Trương Bạch Y cảm thấy khá kỳ lạ. Anh ta hỏi, ồ, ý anh là gì? Ngô Bình hỏi, đã từng nghe tới cổ đan chưa? Trương Bạch Y giật mình, anh biết cổ đan sao? Ngô Bình, tôi không chỉ biết tới nó mà tôi còn có thể luyện ra nó. Bản thân cổ cũng là một loại thuốc, cho nên thời thượng cổ đã từng có đan sư dùng cổ luyện đan, đặt tên là cổ đan. Cổ đan có thể giữ lại tác dụng của cổ, uống nó vào không chỉ không cần chịu nguy cơ như khi luyện hóa cổ mà hiệu quả còn tốt hơn vài lần. Trương Bạch Y, không sai, trong sách cổ của giáo phái cũng có ghi như vậy. Nhưng đan sư vốn đã ít, đan sư luyện được cổ đan lại càng ít hơn. Ít nhất thì giáo phái chúng tôi trước nay chưa từng phát hiện ra đan sư nào luyện được cổ đan, kể cả là những đan sư năm sao. Ngô Bình đáp, anh gặp may đấy, giờ anh gặp được rồi này. Trương Bạch Y chăm chú quan sát anh, hỏi, làm sao tôi tin anh được? Ngô Bình lấy ra huy chương đan sư năm sao tím rồi hỏi, anh biết cái này chứ? Trương Bạch Y kinh ngạc, vội vã cúi đầu hành lễ, vinh dự được gặp Ngô đan sư, ban nãy có mạo muội xin đan sư lượng thứ. Ngô Bình, không sao. Trương trưởng lão, vậy anh có thể đưa tôi vào cổ giới, còn tôi có thể hợp tác với anh. Anh thấy thế nào?
Trương Bạch Y nhìn anh, hỏi, không biết đan sư muốn hợp tác thế nào? Trương Bạch Y trong lòng đã hiểu nhưng việc quan trọng vẫn phải nói rõ ràng mới được. Anh đưa tôi vào cổ giới tìm cổ, sau đó tôi sẽ dùng cổ để luyện đan. Sau khi luyện ra cổ đan, hai chúng ta mỗi người một nửa. Trương Bạch Y trầm ngâm một lát rồi đáp, trong tay tôi vẫn còn vài con cổ, đan sư có thể thử luyện đan ngay không? Ngô Bình thừa hiểu Trương Bạch Y này vẫn chưa tin anh. Ngô Bình cũng không vì đó mà tức giận, anh cười đáp, đương nhiên là được, phiền anh tìm giúp tôi một nơi yên tĩnh. Trương Bạch Y vội vã mời Ngô Bình vào trong mật thất luyện công của mình, ở đây vô cùng yên tĩnh, lại còn vô cùng kín đáo. Ngô Bình nhìn trái nhìn phải rồi nói, Trương trưởng lão, mời đem cổ trùng ra đây. Trương Bạch Y lấy ra một cái bình nhỏ bên ngoài khắc phù chú, bên trong có một con trùng toàn thân tỏa ra ánh sáng tím. Mặc dù con trùng rất nhỏ nhưng khí tức của nó khiến người ta kinh ngạc. Đây là một con thần cổ, tên nó là chân nhãn thần cổ. Chân nhãn thần cổ có thể nhìn thấy những màu sắc mà con người bình thường không thể thấy, là một loại cổ cực kỳ khó luyện hóa. Ban đầu để có được nó, tôi đã rình trong cổ giới 13 năm, tốn rất nhiều mồi, không ít đệ tử của tôi bị thương thậm chí mất mạng mới bắt được nó. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, vậy con trùng này có tác dụng gì? Trương Bạch Y cười đáp, thế giới mà chúng ta đang thấy thực ra vô cùng đơn điệu. Ví dụ như mắt người thực ra chỉ nhìn thấy 3 màu gốc, còn những sắc thái còn lại của những màu đó là do chúng ta tự tạo ra. Chân nhãn thần cổ thì khác, nó có thể nhìn thấy 30 màu gốc. Cho nên, thế giới mà nó nhìn thấy mới gần với bản chất của thế giới thực sự nhất. Ngô Bình nhận lấy cái bình, quan sát một lát rồi cười nói, được, tôi sẽ dùng nó để luyện ra chân nhãn thần đan. Trương trưởng lão, mời ra ngoài chờ đợi. Trương Bạch Y cáo từ, Ngô Bình lấy ra lò luyện đan rồi bắt đầu luyện. Truyền thừa của Huyền Hoàng Đạo Tổ khiến kỹ thuật luyện đan của anh tăng lên đáng kể, thêm việc tu vi của anh giờ đã hơn trước nhiều nên trình độ luyện đan của anh đã tăng lên đáng kể. Bản thân cổ vốn đã là một loại đan dược thô sơ, chỉ cần cho thêm một số dược liệu là có thể luyện ra cổ đan. Nói thì dễ nhưng khi thực sự làm mới khó. Huống hồ, Ngô Bình trong tay chỉ có một con cổ, cho nên anh chỉ có đúng một cơ hội. Để tăng khả năng thành công, anh mở mắt thấu thị, dồn toàn lực luyện đan. 5 tiếng sau, từ trong mật thất vọng ra tiếng động, sau đó ánh sáng ngũ sắc tỏa ra. Trương Bạch Y vô cùng nóng ruột nhưng lại không dám làm phiền nên đành đợi đến khi Ngô Bình đẩy cửa bước ra. Trong luồng sáng ngũ sắc, Ngô Bình tay cầm 2 viên đan sáng rực đi ra. Anh mỉm cười nói, cũng may không làm trưởng lão thất vọng. Trương Bạch Y mặt vô cùng căng thẳng, nhận lấy viên đan rồi quan sát kỹ càng. Sau đó anh ta hỏi, tôi có thể thử đan dược không? Ngô Bình cũng nuốt một viên đan trước rồi nói, mời dùng. Trương Bạch Y nuốt viên đan, sau đó cảm nhận sự biến đổi kỳ diệu trong cơ thể. Một sức mạnh kỳ diệu luân chuyển trong cơ thể, sau đó tập trung vào vùng mắt. Rất nhanh sau đó, đôi mắt anh ta đã có sự thay đổi, số lượng tế bào ở giác mạc tăng lên. Điều này khiến anh ta có thể nhìn thấy tới 14 màu sắc gốc. Đột nhiên, thế giới trở nên rực rỡ sắc màu, do hàng chục tỷ sắc màu tạo nên. Ngoài màu sắc, xung quanh còn có rất nhiều quang phổ nhiều màu, phong phú hơn mấy trăm lần so với những tia sáng mà con người nhìn thấy. Trương Bạch Y mừng rỡ nói, quả thực là cổ đan. Giờ tôi có thể có được khả năng của chân nhãn thần cổ rồi. Mắt Ngô Bình cũng xảy ra sự biến hóa như vậy. Anh mỉm cười nói, do lần đầu luyện đan nên vẫn chưa được hoàn hảo, cũng may đan thành phẩm vẫn đạt vương phẩm. Trương Bạch Y cúi người hành lễ, tại hạ xin bái phục, nếu anh không chê thì sau này chúng ta có thể kết thành anh em. Ngô Bình biết Trương Bạch Y đã tin mình, anh đáp, anh Trương, hai chúng ta hợp tác cùng có lợi, không biết khi nào anh có thể dẫn tôi đi vào trong cổ giới. Trương Bạch Y đáp, nửa tháng sau là đến thời điểm bên trong cổ giới sẽ có nhiều cổ trùng thức tỉnh. Khi đó chúng ta vào là cơ hội tốt nhất. Ngô Bình, bắt cổ trùng khó lắm sao? Trương Bạch Y, rất khó khăn, cần phải may mắn và kiên nhẫn nữa, ngoài ra kinh nghiệm cũng rất quan trọng. Có điều nếu có anh giúp sức thì nói không chừng chúng ta sẽ bắt được nhiều cổ trùng hơn. Ngô Bình, được, vậy lúc đó tôi sẽ quay lại tìm anh. Trương Bạch Y cười nói, thân là Tử Y trưởng lão, tôi cũng có chút quyền lực trong tay. Mỗi 10 năm, tôi có thể đề bạt một Hồng Y trưởng lão. Thời gian này, tôi tạm thời cho anh thân phận Hồng Y trưởng lão nhé. Ngô Bình, nhất định phải trở thành trưởng lão của phái Thiên Cổ sao?
Trương Bạch Hy, chỉ là hư danh mà thôi. Mặc dù không có thực quyền nhưng cũng được hưởng một số quyền lợi, ví dụ như được vào cổ giới. Ngô Bình nghĩ ngẫm một lát rồi đáp, vậy được, tôi sẽ làm một hồng y trưởng lão. Trương Bạch Hy cười nói, trước đó anh nói muốn tới Linh Xuyên phải không? Ngô Bình, đúng vậy, tôi có chút việc cần tới đó. Trương Bạch Hy, ở đó có không ít người của phái Thiên Cổ. Nếu anh lấy danh nghĩa hồng y trưởng lão để tới đó thì sẽ thuận lợi làm việc hơn nhiều. Ngô Bình, thật sao? Vậy thì phải nhờ anh Trương giúp tôi nhanh chóng giải quyết chuyện này rồi. Trương Bạch Hy, rất nhanh thôi, anh luyện tiếp vài lô đan dược là tôi sẽ làm xong. Ngô Bình, vậy hãy đăng ký cho tôi dưới tên Lý Huyền Bình đi. Trương Bạch Hy, được. Trương Bạch Hy để lại vài con cổ trùng cho Ngô Bình luyện đan, sau đó ra ngoài giải quyết công việc. Quyền lực của Tử Y trưởng lão rất lớn nên trước khi trời tối, Ngô Bình đã nhận được giấy bổ nhiệm và thủ lệnh. Thủ lệnh có màu đỏ, bên trên khắc chữ gì đó trông rất cổ quái. Lấy được giấy tờ bổ nhiệm, Ngô Bình còn nhận mấy bộ đồ, lúc này mới đứng lên chào tạm biệt. Lúc này anh lại luyện chế được hai loại cổ đan, lần lượt lấy ra một viên rồi đưa cho Trương Bạch Hy. Anh ra khỏi rừng rậm, bay về phía Linh Xuyên. Phía tây rừng rậm là một dãy núi cực kỳ cao lớn, nó chia phần đông và phần tây thành hai phần, phía đông là rừng rậm vô tận, phía tây là một thung lũng cực lớn, thung lũng này tên là Linh Xuyên. Linh Xuyên rộng 8 triệu dặm, cho dù diện tích thực của nó không lớn đến thế nhưng cũng sẽ không chênh lệch mấy. Vì Linh Xuyên được bao bọc bởi núi cao nên có rất nhiều sông lớn, tài nguyên nước phong phú, đã tạo nên một nền văn minh nông nghiệp phát triển ở đây. Khi Ngô Bình bay ở trên bầu trời nhìn thấy Linh Xuyên dài vô tận, cũng cảm thấy kinh ngạc, một vùng đất màu mỡ rộng lớn như vậy đã nuôi sống hàng chục tỷ người trong rất nhiều năm, đó thực sự là một món quà mà ông trời ban tặng. Sau đó anh liên hệ với Lý Thanh Đế, hai người hẹn gặp nhau ở Dương Kinh thủ đô nước Lương. Tại một quán trọ ở Dương Kinh, Ngô Bình tìm gặp Lý Thanh Đế. Lúc này Lý Thanh Đế đã hỏi thăm cụ thể tình hình ở Linh Xuyên, sau đó báo lại với Ngô Bình. Nước Lương là một trong ba nước lớn ở Linh Xuyên, tạo nên thế kiềng ba chân với hai nước còn lại, chiến tranh liên miên, tình trạng này đã kéo dài mấy trăm năm. Linh Xuyên quá lớn, cũng từng có những quốc gia rất hùng mạnh trong lịch sử chẳng hạn như đế quốc Võ Tống 3.000 năm trước đã kiểm soát gần 90% đất đai ở Linh Xuyên. Tuy nhiên, đế quốc Võ Tống chỉ tồn tại trong 80 năm trước khi sụp đổ, nhiều thế lực được hình thành trên nền tảng của nó, sau hàng nghìn năm tranh đấu, cuối cùng mới hình thành tình hình ổn định của ba thế lực lớn như hiện tại. Ngoài nước Lương còn có nước Tề và nước Trần, trong đó nước Lương có mối quan hệ mật thiết với Thiên Kiếm Môn là chỗ dựa cho nước Lương, đứng sau nước Tề là Thiên Cơ Môn, cũng là một thế lực rất mạnh. Nước Trần thì có tình hình khá đặc biệt. Mặc dù không có chống chỗ lưng nhưng rất nhiều hoàng thân quốc thích đều là đệ tử và trưởng lão của Thiên Cổ Giáo, nhưng Thiên Cổ Giáo lại có thế lực rất mạnh trong ba đế quốc. Trên thực tế, diện tích của ba đế quốc cộng lại không bằng 1/10 của Linh Xuyên, nhưng như thế đã là thế lực lớn nhất rồi. Ngoài ba đại đế quốc thì còn có rất nhiều các thế lực lớn nhỏ, nhưng chúng đều không thể so được với ba đại đế quốc. Lý Thanh Đế cũng thu thập rất nhiều sách lịch sử địa phương Linh Xuyên, đưa chúng cho Ngô Bình. Anh đọc lướt qua thì đã biết được tình hình ở Linh Xuyên vô cùng phức tạp. Lý Thanh Đế, thế lực lớn nhất ở Linh Xuyên thật ra là những quý tộc trong các gia tộc lớn. Như Lý Thị, Ngô Thị, Tần Thị và Trần Thị đều có thế lực rất mạnh. Những quý tộc và người trong tộc của họ kiểm soát hơn 80% đất đai ở Linh Xuyên. Ba đế quốc lớn và vài tông môn hùng mạnh, cùng những nhân vật cốt lõi đều là người trong quý tộc. Ngô Bình, sức mạnh của quý tộc mạnh đến thế à? Lý Thanh Đế, hệ thống phân cấp nội bộ của các quý tộc rất nghiêm ngặt, có các tầng kiểm soát. Chẳng hạn như trong Lý Môn có các cấp bậc, cấp thấp nhất được gọi là tiểu tốt, lên nữa là lương nhân, trên lương nhân được gọi là sĩ nhân, trên sĩ nhân là tộc thân, tông lão, tông chủ. Lương nhân thường có thể được phân chia nhiều đất đai, sĩ nhân sẽ được nhiều hơn. Nếu là tộc thân thì là địa chủ lớn. Một tộc thân của Lý Thị, có trong tay ít nhất mấy chục triệu hecta đất, nhiều hơn nữa thì có mấy trăm triệu hecta. Ngô Bình, thế nên sức mạnh cơ bản nhất ở Linh Xuyên là các địa chủ lớn và địa chủ nhỏ bên dưới. Lý Thanh Đế, đúng thế, cho nên muốn khống chế Linh Xuyên, trước tiên phải khống chế các quý tộc. Tông chủ, chúng chưa cần có dã tâm khống chế Linh Xuyên, nhưng tôi nghĩ tại sao không nhân cơ hội khống chế Lý Thị ở Linh Xuyên. Ngô Bình khẽ cười, anh có đề nghị gì?
Lý Thanh Đế, tôi nghe ngóng được thật ra nội bộ Lý Môn có một đường thăng tiến đơn giản. Ngô Bình, ồ, con đường nào? Lý Thanh Đế, chỉ cần đất trong tay lên đến quy mô nhất định sẽ có thể trở thành tộc thân. Mà chỉ cần cống nạp cho Lý Môn đủ tiền và lương thực thì có thể trở thành tông lão. Nếu có một thế lực lớn mạnh khác đứng đằng sau hỗ trợ thì không khó để có thể trở thành tông chủ. Tông chủ trước đây là tông lão, người này tương đối giàu có, hơn nữa môn chủ Thiên Kiếm Môn đứng sau hỗ trợ nên mọi người đều chọn người này làm tông chủ. Nói trắng ra, ai có tiền, thực lực đằng sau người đó lớn mạnh thì người đó có thể trở thành tông chủ, Lý Thanh Đế nói. Ngô Bình bật cười, ý anh là muốn cho tôi làm tông chủ sao? Lý Thanh Đế cười nói, tại sao không thể? Tông chủ, thực lực của anh rất mạnh, không thiếu tiền, chỗ chống lưng đằng sau cũng mạnh hơn đám người kia, họ không có lý do không chọn anh làm tông chủ. Ngô Bình, sau này hãng nói chuyện này, anh đã nghe ngóng rõ ràng mục đích đại hội tông chủ lần này chưa? Lý Thanh Đế nói, cũng hòm hòm rồi. Thật ra mục đích đại hội tông chủ là thôn tính các tông môn bên ngoài để tăng cường sức mạnh của Lý Môn. À phải rồi, có vẻ như Tiên giáo Thái Thanh đã phái người xuống để hỗ trợ họ làm vậy. Tiên giáo Thái Thanh sao? Ngô Bình cười, phái ai? Lý Thanh Đế, hình như là một người tên Lý Đa Văn, tôi cũng không quen. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, việc thôn tính đất đai ở Linh Xuyên nghiêm trọng như vậy, người dân thường lấy gì sinh sống? Lý Thanh Đế, phần lớn họ là nông dân tá điền, người lao động dài hạn hoặc người tị nạn, những người buôn bán nhỏ. Mặc dù họ có thể tồn tại nhưng sống rất chật vật. 60% thu hoạch của họ phải giao cho nhà địa chủ, ngoài ra còn thêm 20% làm lợi tức, tiền lãi cuối cùng có thể đến tay mình không đến 20%. Lý Thanh Đế, tông chủ, giá trị của tiền bùa kém trước rất nhiều, trước khi thế giới thay đổi, một tiền bùa có thể đổi được mấy trăm triệu tệ. Nhưng bây giờ, một tiền bùa chỉ đáng giá mấy trăm long tệ. Ngô Bình, nói cách khác nếu tôi mua đủ đất cho 10 tỷ người, tôi cần trả nhiều nhất 200 tỷ tiền báu thôi. Lý Thanh Đế ngây người, tông chủ, lẽ nào anh định muốn nhiều đất thế à? 200 tỷ tiền báu tức là 200 triệu đồng thần long, chút tiền này chẳng là gì với anh cả. Anh nói, Thanh Đế, anh về thì bắt đầu mua đất, mua 200 tỷ mẫu. Đến thời điểm thích hợp. Đem những mảnh đất này phân phát cho những người tị nạn không có đất đai, miễn phí gieo trồng cho họ. Lý Thanh Đế, tông chủ, anh làm thế thì chúng ta có lợi ích gì? Ngô Bình cười nói, tất nhiên tôi cũng có điều kiện, muốn trồng miễn phí trên đất của tôi thì phải lập bài vị trường sinh ở nhà, mỗi ngày dâng hương cúng bái. Lý Thanh Đế, tông chủ, anh làm vậy là muốn chuẩn bị cho thần tiên sau này. Ngô Bình, công đức là một việc tốt, chúng ta phải chuẩn bị trước. Ngoài ra mua đất cũng là một khoản đầu tư, anh không thấy rằng tiền bùa ngày càng không có giá trị, sức mua vẫn luôn sụt giảm sao? Lý Thanh Đế gật đầu, đúng thế, nếu chúng ta mua nhiều đất như vậy, đợi chục nữa giá trị có thể tăng gấp đôi. Ngô Bình, tôi giao chuyện này cho anh đi làm đi. Lý Thanh Đế, tông chủ, chuyện mua đất không gấp, anh phải trở thành tông chủ Lý Thị trước mới được. Ngô Bình, thân là tông chủ phải đảm đương trách nhiệm. Tôi nhàn nhã không cầu danh lợi, không có hứng thú. Lý Thanh Đế, ý của tông chủ là. Ngô Bình, anh làm tông chủ, tôi đứng phía sau hỗ trợ anh. Lý Thanh Đế ngơ ngác, tôi. Ngô Bình gật đầu, ừ, anh làm tông chủ, còn tôi sẽ thành lập một kiếm cung Thái Thanh ở Linh Xuyên. Lý Thanh Đế lập tức hiểu ra ý của Ngô Bình, tông chủ, anh muốn thu nhận đệ tử ở Linh Xuyên. Ngô Bình, Linh Xuyên có mấy chục tỷ người. Làm sao có thể bỏ sót những người học trò tốt như vậy? Tôi sẽ báo với sư phụ mở kiếm cung ở Linh Xuyên và thu nhận đệ tử. Lý Thanh Đế cười nói, vẫn là tông chủ cao siêu, so với việc làm tông chủ, cung chủ kiếm cung càng có địa vị hơn. Ngô Bình, thế nên anh tham gia vào đại hội tông chủ lần này là được, trong tay anh có tiền, đằng sau anh là Thái Thanh Kiếm Tông, ở đây không ai có thể so với anh. Lý Thanh Đế, nếu đã thế, cung chủ hãy đến Thái Thanh Kiếm Tông sớm đi. Ngô Bình, dĩ nhiên tôi phải đến đó, hơn nữa còn phải mời sư tôn của tôi đến. Lý Thanh Đế giật mình, mời Phiêu Miểu Đạo Quân đến sao? Ngô Bình, đúng thế, chỉ có như vậy, vị trí tông chủ này của anh mới có thể vững được. Lý Thanh Đế cười nói, nếu đạo quân đến đây, e là cả Linh Xuyên đều chấn động. Ngô Bình bảo Lý Thanh Đế làm việc theo kế hoạch, còn anh thì đến Thái Thanh Kiếm Tông. Đại thế giới Phiêu Miểu, Thái Thanh Kiếm Cung.
Ngô Bình đến thăm Phiêu Miểu Thiên Tôn, Phiêu Miểu Thiên Tôn cười hỏi, Huyền Bình, sao đột nhiên con lại về? Ngô Bình chào Sư Tôn rồi nói, Sư Tôn, con đã đến một nơi gọi là Linh Xuyên ở Đại Lục Côn Luân. Ở đó có hàng tỷ người, dân số đông đúc, đệ tử nghĩ nếu có thể xây một kiếm cung ở đó thì có thể lấy Linh Xuyên làm cơ sở, bồi dưỡng một số thiên tài. Đến khi danh tiếng của Thiên Kiếm Cung đủ lớn, còn có thể làm rạng danh toàn bộ Đại Lục Côn Luân. Phiêu Miểu Thiên Tôn cười nói, suy nghĩ của con hợp với Sư Tôn, thật ra Sư Tôn đã có ý định này nhưng chưa tìm được người thích hợp, nếu con đã có lòng thì ta giao lại phần việc này cho con. Ngô Bình, Sư Tôn, việc xây dựng kiếm cung là một sự kiện lớn, Sư Tôn có thể đích thân đến đó chỉ dạy con một thời gian được không? Có Sư Tôn ở đó, người khác mới biết chúng ta coi trọng kiếm cung Côn Luân thế nào. Phiêu Miểu Thiên Tôn cười nói, thằng bé này, xây dựng một kiếm cung thôi mà còn phải kéo ta sang đó. Ngô Bình, Sư Tôn, gần đây con đang cân nhắc về vài đan dược, cũng muốn nhân cơ hội này mời người xem qua. Phiêu Miểu Thiên Tôn, đan dược sao? Vậy thì khá tốt, Sư Tôn đang lo đệ tử thiên tài của Thái Thanh Kiếm Tông quá ít, vừa lúc con nghĩ cách giúp ta. Ngô Bình, việc của Sư Tôn là việc của đệ tử, luôn sẵn sàng góp sức. Phiêu Miểu Thiên Tôn, mặc dù đến hạ giới xây kiếm cung không phải là chuyện gì to tát nhưng cũng không thể qua loa sơ sài. Thế này đi, Sư Tôn tìm vài người đến, chúng ta cùng xuống hạ giới. Vâng, vậy thì đệ tử kính đợi Sư Tôn đến ở Linh Xuyên. Con đi đi, Phiêu Miểu Thiên Tôn xua tay. Sau khi ra khỏi đó, Ngô Bình đến Thiên Địa Kiếm Tông ở Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Anh đã nhận được tin rằng do sự can thiệp của Đại Thiên Tôn, Kiếm Đạo Quân đã đưa La Thiên Tướng về, bây giờ La Thiên Tướng đang hồi phục vết thương ở Thiên Địa Kiếm Tông. Vốn dĩ Thiên Địa Kiếm Tông rất hỗn loạn, phe phái của Ngô Bình bị chèn ép rất nhiều nhưng sau khi La Thiên Tướng trở về, tình hình đã thay đổi hết sức vi diệu. Tông chủ Thiên Địa Kiếm Tông đã không phải là La Thiên Tướng nên thân phận hiện giờ của La Thiên Tướng rất khó xử. Ngô Bình vừa đến đã được La Thiên Tướng mời đến tiểu viện của ông ta nói, Huyền Bình, là con mời Đại Thiên Tôn ra mặt sao? Ngô Bình thấy La Thiên Tướng mặc dù bị thương nhưng không nghiêm trọng, anh thở phào nhẹ nhõm nói, Sư Tôn, con đã hứa sẽ giúp Đại Thiên Tôn luyện chế một số loại đan dược đặc biệt, Đại Thiên Tôn mới sẵn sàng giúp con. La Thiên Tướng khẽ thở dài, cũng may con có bản lĩnh, nếu không chỉ sợ Sư Tôn đã bị Kiếm Đạo Quân hại chết rồi. Ngô Bình, Sư Tôn, năm đó Kiếm Đạo Quân chỉ lĩnh hội được bề ngoài của ý nghĩa kiếm cung, hiện giờ con sẽ nói cho người biết ý nghĩa thực sự của kiếm đạo. Không bao lâu nữa thực lực của Sư Tôn sẽ có thể vượt qua Kiếm Đạo Quân. La Thiên Tướng ngạc nhiên nói, con thế mà có được ý nghĩa của Đại Thế Giới Kiếm Đạo. Ngô Bình gật đầu, toàn bộ ý nghĩa âm dương, một phần ý nghĩa thiên tượng. La Thiên Tướng cảm khái, có đệ tử như vậy đúng là may mắn của Sư Tôn. Ngô Bình, Sư Tôn, con chỉ biết một chút về chuyện của Thiên Địa Kiếm Tông, không làm tông chủ cũng không sao, Sư Tôn nên bế quan khổ luyện, sớm ngày trở thành Đại La Đạo Nhân. La Thiên Tướng, Đại La không phải chỉ dựa vào cố gắng là có thể làm được, Sư Tôn chỉ có thể cố gắng hết sức. Ngô Bình, Sư Tôn, chỉ bằng người đến Đại Lục Côn Luân, tiếp tục nắm quyền Thiên Địa Kiếm Tông ở hạ giới. La Thiên Tướng động lòng, cũng được, lúc về Sư Tôn sẽ nói với bọn họ để ta xuống dưới phụ trách Thiên Địa Kiếm Tông ở Côn Luân. Ngô Bình cười nói, như thế thầy trò chúng ta sẽ gần nhau hơn, có chuyện gì cũng tiện chăm sóc cho nhau. Trong cuộc trò chuyện, Ngô Bình đã truyền lại tất cả những ý nghĩa âm dương mà anh mới lĩnh hội được cho La Thiên Tướng, ông ta rất cảm động, có tiến bộ rất nhiều. Tạm biệt La Thiên Tướng, Ngô Bình trở về Linh Xuyên đợi tin tức. Vào lúc hoàng hôn, một tia sáng từ trên trời giáng xuống, cánh cổng trời mở ra, mùi thơm kỳ lạ xộc vào mũi, một cơn mưa hoa đầy trời, hàng trăm thiên quang nhảy múa trên bầu trời. Một bóng người vĩ đại bước ra khỏi cổng trời, chính là Phiêu Miểu Thiên Tôn. Mà đây là sự uy nghiêm của đạo quân. Mọi người trên cả Đại Lục Côn Luân đều giật mình khi nhìn thấy cảnh này, ngay cả chủ nhân Long Quốc, thiên tiên của các tông môn cũng tiến tới chào đón họ. Người có thể chạy đến đây ngay ít nhất cũng có tu vi chân tiên. Đương nhiên, ngoài chân tiên ra còn có không ít bán bộ Đại La, thậm chí còn có vài ông lão cảnh giới Đại La. Tất cả tiên nhân chào đón, Phiêu Miểu Thiên Tôn chỉ khẽ gật đầu, những người này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó lần lượt lui ra ngoài, biến mất không thấy. Tiên quang biến mất, Ngô Bình bước đến đón, Sư Tôn. Phiêu Miểu Thiên Tôn cười nói, đệ tử, con nghĩ đặt kiếm cung ở đâu thì hợp lý.
Ngô Bình đã lên kế hoạch từ sớm, anh chỉ hướng đông nam, một dãy núi lớn nằm ở rìa Linh Xuyên nói, sư tôn, ngọn núi này tên là núi Linh Kiếm, có duyên với đến, con nghĩ nên đặt ở đây. Phiêu Miểu Thiên Tôn gật đầu, được. Bàn tay bà ấy vung lên, một tòa cung điện xa hoa làm bay lên không trung, cùng với một tiếng sấm sét vang lên biến hư không thành hiện thực, toàn bộ dãy núi thay đổi kinh người. Cung điện bằng giấy biến thành một cung điện khổng lồ thật sự nằm trên núi Linh Kiếm. Sau đó, một trận mưa tiên giáng xuống, vô số cây cối, cỏ tiên mọc lên trên núi, tràn đầy chim hót, hoa thơm. Đấy là chiêu của Đại La Đạo Quân, ước gì được nấy. Cùng lúc đó, Phiêu Miểu Thiên Tôn vung tay ngọc, linh mạch, linh nhãn, linh căn trong phạm vi 3.000 vạn dặm đua nhau chui ra khỏi mặt đất, hội tụ lại trên núi Linh Kiếm biến kiếm cung trở thành mắt trận phong thủy trong phạm vi 3.000 vạn dặm đó. Có được mắt phong thủy này, không chỉ linh khí của kiếm cung càng lúc càng nhiều mà khí vận cũng càng lúc càng mạnh. Thường thì không có ai dám gây ra động tĩnh lớn như thế, dù sao, việc thu hết linh mạch trong phạm vi 3.000 vạn dặm về làm của riêng là chuyện hết sức bá đạo, nhất định sẽ khiến nhiều thế lực lớn ra mặt ngăn cản. Nhưng lần này không ai dám nói Phiêu Miểu Thiên Tôn lời nào, Phiêu Miểu Thiên Tôn là ai chứ? Đại La Kiếm Quân thật sự với thực lực khinh người, thử hỏi ai dám động đến bà ấy. Không chỉ có vậy, Phiêu Miểu Thiên Tôn còn dùng đến kiếm trận do sư tôn của bà ấy tặng, có tên là Chư Thiên Linh Cảm Diệt Sát Kiếm Trận, được bố trí ở xung quanh kiếm cung. Kiếm trận này có thể cảm ứng được nội tâm của sinh linh, một khi ai nảy sinh ý thù địch với kiếm cung hoặc Ngô Bình thì kiếm trận sẽ khởi động, biến thành đòn tấn công hủy diệt. Sau khi kiếm trận hình thành, trong phạm vi một vạn dặm sẽ đều có kiếm khí đáng sợ, một khi chạm đến cấm chế, những kiếm khí đó sẽ ngưng tụ thành kiếm quang vô địch, lập tức giết chết kẻ địch. Muốn xây dựng kiếm cung thì không thể không có trưởng lão và một số đệ tử cơ sở, vì vậy Phiêu Miểu Thiên Tôn đã phái đến 12 trưởng lão, 24 đệ tử và hơn 500 tạp dịch. Ngày kiếm cung được thành lập, cả thế giới đều rúng động, ba thế lực lớn là Thiên Đạo Môn, Hoàng đế Nước Long, Đông Hải Long Cung dẫn đầu phái rất nhiều nhân vật đích thân đến chúc mừng. Sau đó là đến một số thế lực trung lưu, thường đều là tông chủ, môn chủ, đích thân đến chúc mừng. Ngô Bình thân là cung chủ của kiếm cung nên đương nhiên là người xuất hiện nhiều nhất, tất cả những người đến bái phỏng đều muốn gặp anh vì biết anh là đệ tử thân truyền của Phiêu Miểu Đạo Quân đồng thời cũng là thiên kiêu của Thái Thanh Kiếm Tông. Đến khi khách mời về hết, Ngô Bình kiểm tra lễ vật thì phát hiện đều là những vật vô cùng quý giá, hiếm có trên đời, món nào cũng có giá trị liên thành. Sư tôn, những người này cũng rộng rãi thật đấy. Anh cười, nói. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói, Huyền Bình. Người ta đến tặng quà là một ân tình, chúng ta cần phải trả lễ. Ngô Bình, sư tôn, trả lễ thế nào? Phiêu Miểu Thiên Tôn, chẳng phải con biết luyện đan dược sao? Vậy thì hãy luyện một ít đan dược mà họ không có, chúng ta chọn ngày mở pháp hội đan kiếm. Ngô Bình gãi đầu, thiết nghĩ người được sư tôn mời đến đều là những nhân vật lớn, đan dược bình thường e rằng không thể khiến họ bất ngờ. Thế này đi. Con luyện loại đan dược có thể giúp thiên tài đạt đến Long Biến tầng 3 được không? Phiêu Miểu Thiên Tôn giật mình, có loại đan dược đó nữa sao? Ngô Bình gật đầu, đệ tử có thể luyện ra được, lấy tên là đan Long Môn bậc 3. Đương nhiên đấy chỉ là đan dược chủ lực, trước vẫn phải luyện thêm một ít nữa, nếu không thì đơn điệu quá. Phiêu Miểu Thiên Tôn, không thể nói cho người ngoài biết loại đan này do con luyện mà nói là của Huyền Hoàng Tổ sư luyện. Ngô Bình, sư tôn. Loại đan Long Môn bậc 3 này có thể bồi dưỡng cho Thái Thanh Kiếm Tông của chúng ta số lượng lớn nhân tài, mà đây cũng chính là điều mà Đại Thiên Tôn mong muốn. Sau đó anh đã kể chuyện mình đồng ý luyện đan cho Đại Thiên Tôn. Phiêu Miểu Thiên Tôn thở dài, chúng ta đã đoán trước sẽ có ngày hôm nay, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Bà ấy nói đến đấy thì lại nói, một khi danh tiếng của đan Long Môn bậc 3 lộ ra, nhất định sẽ có rất nhiều cao thủ tìm đến. Đồ đệ! Ta lệnh cho con phải bảo vệ loại đan Long Môn bậc 3 này, không thể để cho người ngoài có được. Ngô Bình mỉm cười, đệ tử biết rồi, sư tôn, mấy ngày nữa là đến đám cưới của đệ tử, có thể mời sư tổ đến làm chủ hôn không? Phiêu Miểu Thiên Tôn liếc nhìn đồ đệ của mình, hỏi con biết sư tổ của mình là ai không? Đương nhiên là Ngô Bình biết, anh đã nghe ngóng từ lâu rồi, anh mỉm cười, nói, sư tổ là đại đệ tử của Lão Quân, người đời gọi là Lão Tổ Huyền Đô. Bây giờ ông ấy đang ở trong điện tử quang cung bát cảnh để lĩnh ngộ đại đạo vô thượng.
Phiêu Miểu Thiên Tôn cười lạnh, sư tôn là người trấn giữ tiên giáo Thái Thanh của chúng ta, còn chỉ là một đồ tôn, sao có thể mời được ông ấy rời núi. Ngô Bình, sư tôn, sư tổ có thích thứ gì không? Hoặc là có chuyện gì muốn làm nhưng chưa làm được không? Phiêu Miểu Thiên Tôn suy nghĩ rồi nói, năm xưa, sư tôn phái sư huynh đấu võ với Đại Thiên Tôn, kết quả đã bị thua, cuối cùng không thể không sáp nhập đại thế giới Thái Thanh vào tiên giới, biến nó thành một phần quan trọng của tiên giới. Ngô Bình, năm xưa các sư bá không đánh lại Đại Thiên Tôn sao? Phiêu Miểu Thiên Tôn, họ thua rất thê thảm, vì chuyện này mà sư tôn luôn canh cánh trong lòng, mấy năm nay đều không thèm để mắt đến mấy sư huynh đó. Ngô Bình, nhưng con cũng không giúp được chuyện này đúng không? Dù gì thì cảnh giới của con cũng kém Đại Thiên Tôn quá xa. Phiêu Miểu Thiên Tôn, thật ra trong đại thế giới Thái Thanh, có một lối vào bí mật, kết nối với đại thế giới Thượng Thanh. Năm xưa lão quân cũng có được truyền thừa từ Thái Thanh. Ngô Bình giật mình, trong đại thế giới Thái Thanh còn có một đại thế giới nữa à? Phiêu Miểu Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn luôn muốn vào đại thế giới Thượng Thanh, thậm chí trước đó, Đại Thiên Tôn còn định dùng tiền đồ của đại thế giới Thái Thanh đánh đổi, tiến hành một cuộc đấu võ nữa. Nếu như tiên giáo Thái Thanh thua thì bắt buộc phải cho người của Đại Thiên Tôn vào Thượng Thanh. Nếu người của Đại Thiên Tôn thua thì đại thế giới Thái Thanh sẽ có thể tách khỏi tiên giới bất cứ lúc nào. Ngô Bình, thì với ai? Phiêu Miểu Thiên Tôn, đệ tử của Đại Thiên Tôn, đệ nhất thiên kiêu của tiên giới ở hiện tại. Người đó tên Trương Ngọc Hoàng, võ đạo mạnh mẽ, là cao thủ đoạt thiên tầng 2. Yêu cầu của ông ta là chỉ cần chúng ta có thể phái một người có tu vi không vượt quá đoạt thiên tầng 3 đánh thắng được ông ta thì đại thế giới Thái Thanh có thể tách khỏi tiên giới. Ngô Bình hỏi, Trương Ngọc Hoàng đó mạnh cỡ nào? Phiêu Miểu Thiên Tôn, sau khi lão tổ gặp mặt Trương Ngọc Hoàng thì sắc mặt rất khó coi, không đồng ý cuộc hẹn đấu võ của Đại Thiên Tôn. Ngô Bình mỉm cười, nói, sư tôn nói chuyện này với con lẽ nào là vì nghĩ rằng con có thể đánh thắng Trương Ngọc Hoàng? Phiêu Miểu Thiên Tôn thở dài, chuyện lớn thế này thì ta không thể quyết định, có điều ta có thể nói cho sư tôn nghe tình hình của con, nếu ông ấy biết, nhất định sẽ rất hứng thú với con. Ngô Bình suy nghĩ, hỏi, có thể đấu khi nào? Phiêu Miểu Thiên Tôn, tốt nhất là trong vòng một năm. Ngô Bình, nếu là một năm, ít nhất con có thể đạt đến cảnh giới bất tử, tiến vào đoạt thiên tầng một chắc cũng không khó. Phiêu Miểu Thiên Tôn, nhưng Trương Ngọc Hoàng quá mạnh. Người này cũng giống như con, giai đoạn nào cũng đạt đến trạng thái hoàn hảo. Hơn nữa, cậu ta có Đại Thiên Tôn ủng hộ, có thể còn hoàn hảo hơn cả con. Ngoài ra, mẹ của Trương Ngọc Hoàng là thần tộc, cha là thiên kiêu nhân tộc, vì vậy trong cơ thể cậu ta còn chảy dòng máu của thần tộc nữa. Ngô Bình chau mày, thần tộc sao? Anh hỏi, sư tôn, thần tộc mạnh đến mức nào? Phiêu Miểu Thiên Tôn im lặng vài giây rồi nói, nhân tộc hiện giờ chẳng qua chỉ là đồ chơi của thần tộc thôi. Ngô Bình nhớ lại lời của Tằng Tham thì chau mày nói, nhân tộc có nhiều đạo tổ, đạo quân đến vậy mà chỉ là món đồ chơi với thần tộc sao? Phiêu Miểu Thiên Tôn, có một số chuyện tạm thời con không biết cũng tốt, đợi con vươn đến vị trí như ta thì tự khắc sẽ hiểu. Phiêu Miểu Thiên Tôn vừa nói vừa vung tay, đánh ra một luồng tiên quang đó vút qua không gian, rồi biến ở nơi phương xa ngay tức khắc, bà ấy nói ta đã nói với sư tổ rồi, có đến hay không thì phải xem vận may của con thôi. Hai thầy trò đến chính điện của kiếm cung, vừa ngồi xuống thì liền có một luồng tiên quang vụt đến và được Phiêu Miểu Thiên Tôn đưa tay ra đón lấy. Bà ấy mỉm cười nhẹ nhàng, sư tổ của con nói đến ngày đại hôn của con, ông ấy sẽ cho một hóa thân đến để gặp đồ tôn là con. Ngô Bình vui mừng, thật tốt quá. Phiêu Miểu Thiên Tôn, con muốn xây dựng kiếm cung ở đây thì ta đã cho phép, còn việc có thể phát triển kiếm cung có tốt hay không thì phải xem bản lĩnh của con. Ngô Bình, sư tôn, kiếm cung của chúng ta nằm trên đất Côn Luân, con nghĩ hay gọi là kiếm cung Côn Luân đi, ý nghĩa kiếm đạo và kỹ thuật võ học mà con học được đều có thể soạn thành giáo trình, để đệ tử kiếm cung đều có thể tu hành. Phiêu Miểu Thiên Tôn gật đầu, Linh Xuyên có mấy tỷ người, là cái nôi nhân tài cực tốt, nếu kiếm cung hoạt động tốt, nhất định sẽ có tiếng tăm. Sau này, con sẽ là cung chủ của kiếm cung Côn Luân, làm cung chủ thì phải có dáng vẻ của cung chủ mới được. Ngô Bình gãi đầu, sư tôn, con chưa có kinh nghiệm làm cung chủ, có thể để sư tỷ con đến dạy con vài ngày không? Các sư tỷ của anh đều tự xây dựng kiếm cung của riêng mình, kinh nghiệm rất phong phú. Phiêu Miểu Thiên Tôn bình thản đáp, muốn nhờ họ đến giúp thì con tự đi mà nhờ, ta không gọi họ đâu.
Ngô Bình cười he he, sư tôn, người nói giúp con một tiếng đi mà, cứ nói nhất định sư đệ con đây sẽ không để sư tỷ phải thiệt thòi. Phiêu Miểu Thiên Tôn suy nghĩ, nói, đại sư tỷ của con thường hay ở kiếm cung nhất và cũng là người có tu vi cao nhất, hiện tại đã là bán bộ đại la rồi. Nếu con có thể thuyết phục được nó thì có thể mời nó ra mặt giúp đỡ. Ngô Bình hỏi, sư tôn, đại sư tỷ thích gì để con tìm tặng? Phiêu Miểu Thiên Tôn lắc đầu, sư tỷ con thích tính tu, không có hứng thú với vật chất. Ngô Bình lại hỏi, vậy sư tỷ cần đan dược không? Con có thể luyện cho chị ấy một ít. Phiêu Miểu Thiên Tôn, từ khi bắt đầu tu luyện nó chưa từng uống đan dược bao giờ. Ngô Bình cười mếu, nhưng cũng phải có thứ gì đó mà sư tỷ cần chứ. Phiêu Miểu Thiên Tôn, sư tỷ con thích đọc sách, sách càng kén người đọc thì nó càng thích. Ngô Bình nhớ đến mọt sách thì mỉm cười, nói, vậy thì con có thứ này hay có thể tặng chị ấy rồi. Sư tôn, con có thể mời sư tỷ đến một chuyến được không? Con sẽ trực tiếp thuyết phục chị ấy giúp con. Phiêu Miểu Thiên Tôn cười, nói, con tự tin đến vậy sao? Ngô Bình gật đầu, nắm chắc 50%. Phiêu Miểu Thiên Tôn nói, thôi được, ta sẽ gọi nó đến, nếu không giữ chân được thì con cũng đừng trách ta đây. Bà ấy chỉ ngón tay, chưa đầy nửa khắc đã có một luồng kiếm ý kỳ diệu từ trên trời giáng xuống, sau đó một cô gái cao quý, xinh đẹp bước đến, cô ấy tầm 20 tuổi, khí chất nho nhã như thể hoa lan bí ẩn trong sơn cốc. Cô gái lễ phép chào theo cách của Thái Cổ, chào sư tôn. Phiêu Miểu Thiên Tôn rất thích cô đệ tử này, bà ấy mỉm cười, nói, Linh Vi, đây là Lý Huyền Bình, tiểu sư đệ của con. Linh Vi nghiêng người chào, chào sư đệ. Ngô Bình vội chào lại, tiểu đệ chào sư tỷ. Tính anh vốn lúc này lúc nọ nhưng không hiểu sao gặp phải sư tỷ này thì lại rất ngoan ngoãn, cứ như một đứa trẻ. Phiêu Miểu Thiên Tôn, Huyền Bình. Chẳng phải con có việc muốn nói với sư tỷ sao? Ngô Bình cười, nói, sư tỷ, nghe nói chị thích đọc sách, tôi có thứ này tặng chị, hy vọng chị sẽ thích. Anh lấy ra một hộp ngọc, sau khi mở ra thì thấy bên trong có một con mọt béo ú. Linh Vi nhìn thấy con mọt đó thì bất ngờ, nói, là mọt sách sao? Ngô Bình nói, sư tỷ thật biết nhìn, đấy đúng là mọt sách. Nó ăn vô số sách, trong đầu có rất nhiều bộ sách. Thiết nghĩ sẽ có không ít sách mà sư tỷ thích. Linh Vi nhìn Ngô Bình, nói, sư đệ, vô công bất thụ lộc, tôi không thể nhận. Ngô Bình nói, thật ra tiểu đệ có một chuyện định nhờ sư tỷ giúp. Anh lập tức nói ra chuyện của kiếm cung Côn Luân. Linh Vi nghe xong thì gật đầu, sư tôn đã muốn xây dựng một kiếm cung ở đây từ lâu, suy nghĩ của cậu rất hay, sư tỷ ủng hộ cậu. Ngô Bình cười, nói, sư tỷ, sư đệ không có kinh nghiệm gì cả. Không biết nên dẫn dắt kiếm cung này thế nào. Vì vậy mới nghĩ đến việc không biết sư tỷ có thể ở lại kiếm cung Côn Luân chừng nửa năm, hay một năm gì đó, giúp tôi lập được cái sườn, sau đó dạy tôi làm sao quản lý kiếm cung được không? Linh Vi nhìn vị sư đệ này rồi nói, tôi là sư tỷ, giúp đỡ sư đệ là chuyện nên làm, cậu không cần phải tặng mọt sách cho tôi. Ngô Bình vui mừng, vội đáp, sư tỷ, phấn hồng tặng giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng mà. Con mọt sách này nên thuộc về sư tỷ, để nó ở chỗ tôi thì sớm muộn gì nó cũng sẽ đói chết. Linh Vi do dự một lát, nói, thôi được, sư tỷ cũng có rất nhiều sách, có thể tạm thời nuôi tên nhóc này giúp cậu. Ngô Bình, vậy thì cảm ơn sư tỷ nhiều. Phiêu Miểu Thiên Tôn, Linh Vi, sư đệ của con là thầy luyện đan rất lợi hại, nếu kiếm cung của con có cần đan dược thì chỉ cần tìm nó. Có người làm được thì đừng lãng phí. Linh Vi cười, vậy sao? Vậy thì tôi không khách sáo với sư đệ nữa. Có Phiêu Miểu Thiên Tôn và đại sư tỷ thì Ngô Bình vốn không cần phải làm gì, chỉ cần soạn giáo trình là được. Lúc này, đại hội tông chủ Lý thị đã bắt đầu, Lý Thanh Đế đại diện họ Lý ở Đông Hải tham dự. Lúc các tông chủ tự giới thiệu về mình thì Lý Thanh Đế cười, nói các vị đồng tông, tôi là Lý Thanh Đế, tông chủ đại diện cho họ Lý ở Đông Hải. Sở dĩ tôi thay mặt tông chủ là vì tông chủ mới vừa xây dựng kiếm cung Côn Luân. Đang đảm nhiệm chức vụ cung chủ của kiếm cung. Mọi người đều kinh ngạc, đến kẻ mù cũng biết đến chuyện Phiêu Miểu Thiên Tôn giáng lâm, không ngờ người đứng phía sau lại là cung chủ kiếm cung Côn Luân. Mặc dù những người này biết kiếm cung Côn Luân nhưng chỉ biết đôi chút về Ngô Bình. Một tông lão Lý thị ở Linh Xuyên hỏi, Lý tông chủ, có thể giới thiệu đôi chút về cung chủ kiếm cung không? Lý Thanh Đế, cung chủ tên là Lý Huyền Bình, là đệ tử thân truyền của Phiêu Miểu Đạo Quân, là thiên kiêu tuyệt thế. Hiện tại,
Phiêu Miểu đạo quân đang ở Kiếm Cung, sau này Kiếm Cung Côn Luân sẽ là chỗ dựa cho cả tông tộc Lý thị. Nếu các vị gặp rắc rối, hoặc kẻ địch lớn xâm lược thì nhất định Kiếm Cung Côn Luân sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có người hỏi, Kiếm Cung Côn Luân muốn làm chủ Linh Xuyên, phải chăng là muốn độc bá, đuổi các thế lực khác đi? Lý Thanh Đế nhìn người đó, biết đối phương đang cố tình khiêu khích nên lạnh lùng đáp, tiên giáo Thái Thanh là giáo phái thế nào chứ? Chỉ một mảnh đất nhỏ thôi cũng đã to gấp vạn Linh Xuyên rồi, tiên giáo Thái Thanh vốn không thèm để tâm đến Linh Xuyên nhỏ bé này đâu. Mục đích xây dựng Kiếm Cung Côn Luân là để truyền đạo, cung chủ từng nói với tôi là muốn hạ tiêu chuẩn tuyển sinh để tất cả tông môn, gia tộc, quốc gia đều có thể vào Kiếm Cung Côn Luân. Gia nhập Kiếm Cung Côn Luân thì sẽ là đệ tử của Thái Thanh tiên giáo. Mọi người lập tức kích động, nói như thế chẳng phải con cháu của họ đều có thể tham gia vào Kiếm Cung hay sao? Thế nhưng lập tức có người tạt một gáo nước lạnh, nếu Côn Luân Kiếm Cung dễ dàng gia nhập như vậy, vậy còn là đại giáo sao? Vừa nghe nói thế, tất cả mọi người đều cảm thấy có lý, từ trước đó giờ gia nhập vào đạo giáo luôn rất khó, người có thể gia nhập đại giáo đều là các thiên tài được tuyển chọn khắt khe, nếu dễ dàng gia nhập Kiếm Cung, vậy thì thân phận đệ tử tiên giáo còn đáng giá hay không? Lý Thanh Đế đã có chuẩn bị từ trước, anh ta nói, vị này nói rất có lý, Kiếm Cung có một bộ hướng dẫn từng bước tu hành, bắt đầu từ tu hành nhập môn cơ bản, tất cả mọi người đều có thể mua một bộ nhập môn cơ bản từ các hiệu sách ở khắp nơi. Mọi người ở đây đều sửng sốt, từ xưa đến nay tu hành luôn là chuyện chỉ có một số ít người có thể làm được, người không thân phận hoặc địa vị hoàn toàn không thể tu luyện được, vì cả cuộc đời họ chưa bao giờ có thể tiếp xúc với các công pháp dù là cấp thấp nhất. Thế nên trên thực tế không phải nhân gian thiếu thiên tài mà là thiếu cơ chế tuyển chọn nhân tài, cho dù có vài môn phái mỗi năm đều chiêu mộ người mới, nhưng phạm vi tuyển chọn thường chỉ giới hạn ở một vài quý tộc, hoàng thân quốc thích. Họ chưa từng nghe nói về việc bán rẻ công pháp cho mọi người như Côn Luân Kiếm Cung. Có người lập tức đặt ra nghi vấn, Côn Luân Kiếm Cung bán công pháp cho mọi người như vậy, thì có thể thế nào? Lẽ nào cậu hy vọng sẽ có thiên tài xuất hiện trong những người làm ruộng, thợ sắt sao? Lý Thanh Đế nói, mỗi người đều có tiềm năng của mình, chỉ cần có thể khai thác tiềm năng của mình thì có thể trở thành tu sĩ cường đại. Linh Xuyên có mấy chục tỷ người dân, cho dù chỉ có một phần 100.000 người có thể tu luyện thì cũng có mấy trăm ngàn người, chỉ cần có 1% trong mấy trăm ngàn người đó là thiên tài thì có hàng ngàn thiên tài. Có người hỏi, chọn người tu hành trong số người bình thường, điều này có lợi gì với chúng tôi? Lý Thanh Đế hỏi hay lắm. Cách làm như trên có thể đảm bảo chất lượng và giá trị của các đệ tử tiên giáo Thái Thanh. Như vậy, giá trị của con cháu mọi người sẽ không giảm xuống sau khi gia nhập Côn Luân Kiếm Cung và trở thành đệ tử tiên giáo. Ý cậu là chúng tôi có thể dễ dàng gia nhập vào Côn Luân Kiếm Cung. Lý Thanh Đế, tất nhiên, mọi người mới là chủ nhân của Linh Xuyên, có tài nguyên và thực lực nên Côn Luân Kiếm Cung sẽ lấy 1/3 vị trí phân chia cho các vị ngồi tại đây, để con cháu của các vị. Bất kể tư chất thế nào cũng có thể gia nhập vào Côn Luân Kiếm Cung và trở thành đệ tử của đại giáo. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, điều bọn họ lo lắng nhất là số lượng đệ tử của Côn Luân Kiếm Cung, hiện tại có một số được miễn phí, vậy thì tốt rồi. Những người có động cơ thầm kín tiếp tục dội gáo nước lạnh, trong lịch sử từng có rất nhiều thế lực đã đến Linh Xuyên để thành lập chi nhánh, nhưng tiếc là không ai trong số họ thành công. Vẫn chưa biết Côn Luân Kiếm Cung này sẽ tồn tại trong bao lâu. Bây giờ vẫn còn quá sớm để nói những điều này nhỉ. Lý Thanh Đế, ngay cả Phiêu Miểu đạo quân cũng đã đích thân đến đây, hơn nữa còn thay đổi phong thủy của dãy núi Linh Kiếm, Côn Luân Kiếm Cung nhất định sẽ phát triển. Anh ta ngừng chốc lát, à phải rồi, cung chủ Lý Huyền Bình là một kiếm tu có thiên phú rất cao, bất khả chiến bại với những người cùng cảnh giới. Tương lai anh ấy chắc chắn có thể dẫn dắt kiếm cung đi đến vinh quang, mọi người yên tâm. Bất khả chiến bại với những người cùng cảnh giới. Anh có tin vào những lời của mình không? Có người cười nhạo. Lý Thanh Đế nói, thôi vậy, để những người có cái nhìn thiển cận như mọi người nhìn xem phong thái của cung chủ. Vừa dứt lời, anh ta bóp nát một miếng bùa ngọc, đây là ám hiệu giữa anh ta và Ngô Bình, bùa ngọc vừa bị vỡ, Ngô Bình lập tức ra tay. Lúc này Ngô Bình đang nói chuyện với Linh Vi, cảm nhận được bùa ngọc vỡ, anh nói một tiếng rồi cưỡi kiếm quang bay lên trời. Ngay sau đó, 8 luồng kiếm quang sáng rực bay qua bầu trời Linh Xuyên, mỗi tia kiếm quang dài mấy chục vạn dặm, phát ra sát khí kinh thiên động địa. Lúc này tất cả người dân Linh Xuyên đều ngẩng đầu lên trời nhìn 8 kiếm quang kinh người đó, ai nấy cũng há hốc miệng. Đây là kiếm quang sao?
đáng sợ quá đấy, có người ngạc nhiên thốt lên. Lý Thanh Đế, đây chính là kiếm quang của cung chủ, thử hỏi những người ở đây ai có thể đỡ được một đòn kiếm quang này. Sắc mặt những người soi mói đều tái nhợt, kiếm ý quá mức đáng sợ, họ không thể đỡ được, vừa đụng vào sẽ chết. Tám tia kiếm quang bỗng tụ lại trên không trung, tạo ra một vòng xoáy kiếm khí đáng sợ, một tia sát quang phóng lên trời rồi nổ tung thành một cái khe hở đen kịt trên bầu trời. Một kiếm phá trời, mọi người kinh hãi. Ngô Bình đánh ra thanh kiếm này, quay trở lại kiếm cung, Tôn khẽ mỉm cười hỏi Phiêu Miểu Thiên Tôn, sư tôn, kiếm này đệ tử có được không? Phiêu Miểu Thiên Tôn, kiếm đạo phiêu miểu của ta, con chỉ học được vài thứ cơ bản, còn phải lĩnh hội một cách có bài bản mới được. Thầy Nghiêm Khắc mới dạy ra trò giỏi, thật ra Phiêu Miểu đã rất hài lòng rồi vẫn đang soi mói một chút, nói Ngô Bình lĩnh hội kiếm đạo phiêu miểu chưa thấu triệt. Linh Vi cười nói, không nghĩ tới, kiếm pháp của sư đệ lại lợi hại như vậy, trước kia bước ra nửa bước, tôi tuyệt đối không dám đỡ một kiếm lợi hại như thế. Ngô Bình, sư tỷ quá khen, đây là kiếm pháp tôi sử dụng ý nghĩa âm dương để thi triển, có chút yếu tố đánh lửa mắt người thôi. Tiếp theo, Linh Vi giúp Ngô Bình quản lý Côn Luân kiếm cung, còn cậu bắt đầu biên soạn tài liệu giảng dạy. Cậu rất quen thuộc với cơ thể con người, bản thân vốn dĩ có thể chất của thái cổ chân nhân. Thế nên tài liệu giảng dạy mà cậu biên soạn có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế giới. Những tài liệu mà anh biên soạn được chia thành các chương nhập môn và các chương cơ bản, những người có thể hiểu thấu đáo hai cuốn sách này và đạt được yêu cầu của anh mới có thể tu luyện các giáo trình sau này. Tài liệu sau này được chia thành chương kiếm sĩ, chương kiếm sư, chương kiếm tông, chương kiếm đế, tất nhiên cảnh giới của kiếm tu, anh đã tham chiếu tháp tiên võ. Trong đó các cảnh giới lại được chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Tương truyền, mỗi cấp trong 5 cấp chí tôn được chia từ cấp 1 đến cấp 5. Chẳng hạn như kiếm sĩ lần lượt là kiếm sĩ sơ cấp, kiếm sĩ trung cấp, kiếm sĩ cao cấp, kiếm sĩ truyền kỳ, kiếm sĩ chí tôn. Trong đó kiếm sĩ sơ cấp được chia thành kiếm sĩ sơ cấp 3, kiếm sĩ sơ cấp 2, kiếm sĩ sơ cấp 1 và các loại. Ngô Bình mất 3 ngày để biên soạn chương nhập môn, sau đó được in và phân phối với số lượng lớn. Được đặt trong rất nhiều hiệu sách khắp nơi ở Linh Xuyên, ai cũng có thể mua được. Chương nhập môn không khó nhưng muốn đạt được tiêu chuẩn thì không phải là chuyện dễ, thật ra tác dụng của nhập môn là bước đầu sàng lọc, để chọn ra những người có nghị lực, có tài năng hoặc có may mắn trong tất cả mọi người. Cuối cùng, cho dù thời gian dài hay ngắn, quá trình khó hay dễ, chỉ cần là người đạt tiêu chuẩn đều có thể đến các phòng khảo thí được phân bố khắp nơi để kiểm tra, những người thông qua bài kiểm tra đều có thể nhận được chương cơ bản. Chương cơ bản là lần sàng lọc thứ hai, tập hợp những người có tính kiên trì, tài năng và may mắn, chọn ra nhóm xuất sắc hơn trong số họ. Ngô Bình đoán cuối cùng chỉ có 1/10 số người vượt qua chương nhập môn có thể vượt qua buổi sàng lọc của chương cơ bản. Một khi những người này vượt qua sự sàng lọc cơ bản, họ có thể trở thành đệ tử dưới danh nghĩa của Côn Luân Kiếm Cung, các đệ tử đã đăng ký có thể tu hành các công pháp chân thiên hư tại nhà. Nếu người tu hành chương kiếm sĩ có thể đáp ứng yêu cầu của kiếm cung, trở thành kiếm sĩ cao cấp thì có thể tiếp tục tu luyện chương kiếm sĩ, mà có thể tu luyện chương kiếm sĩ thì có thể trở thành đệ tử chính thức của kiếm cung. Đệ tử kiếm cung không có chênh lệch quá lớn, tất cả đệ tử đều được đối đãi bình đẳng như nhau. Nhưng hàng năm kiếm cung đều sẽ tổ chức đại hội đấu kiếm, mỗi giai đoạn là 100 đệ tử đứng đầu, 10 đệ tử đứng đầu đều nhận được phần thưởng rất lớn. Đồng thời, đệ tử đạt đến cấp truyền kỳ ở mỗi giai đoạn đều sẽ được ban cho danh hiệu truyền kỳ, gọi là đệ tử truyền kỳ. Cũng như thế đệ tử có thể đạt đến cấp chí tôn thì gọi là đệ tử chí tôn. Đệ tử chính thức của kiếm cung có thể tiếp tục tu luyện các chương kiếm tông và chương kiếm hoàng sau đó. Trải qua rất nhiều giai đoạn sàng lọc, đệ tử có tiềm năng thật sự đều sẽ có thành tích rất tốt. Tại hiện trường của Đại hội Tông chủ Lý Thị, đã không có ai dám nghi ngờ thực lực của Ngô Bình. Ngay cả những người phản đối đó cũng đều im bặt, không biết nên nói gì. Có người nói, chúng tôi quyết định Lý Thị ở Hoàn Sơn gia nhập vào Lý Thị ở Đông Hải. Lý Thị ở Tây Sở chúng tôi sẵn lòng gia nhập vào Lý Thị ở Đông Hải. Lý Thị ở U Châu cũng thế. Lý Thị ở Nam Hải gia nhập vào Lý Thị ở Đông Hải. Có một thì sẽ có ba, càng có nhiều người tỏ ý muốn gia nhập vào Lý Thị ở Đông Hải, đồng thời tiến cử Lý Thanh Đế làm tông chủ. Không chỉ thế, hầu hết 12 tông lão cấp chân tiên trong Lý Thị ở Linh Xuyên cũng sẵn lòng gia nhập vào Lý Thị ở Đông Hải, đa số đều đồng ý gia nhập vào Lý Thị ở Đông Hải với tư cách cá nhân.
Lý Thanh Đế cao giọng nói, Lý Thị trên thế giới là một gia đình, chúng ta không phân biệt giữa Lý Thị ở Đông Hải hay Lý Thị ở Linh Xuyên, hôm nay tôi đề nghị các thành viên Lý Thị cùng nhau chung tay xây dựng Lý Thị ở Côn Luân. Anh ta được nhiều người ủng hộ, đa số mọi người đều đồng ý xây dựng Lý Thị ở Côn Luân với quy mô lớn hơn và mở rộng quy mô của các tông lão. Hôm đó đại hội Lý Thị lần thứ nhất được tổ chức để bầu ra tông chủ và tông lão mới. Cũng trong ngày hôm đó, trường nhập môn của Côn Luân Kiếm Cung đã xuất hiện tại các hiệu sách lớn ở Linh Xuyên, rất nhiều người nhiều đời làm ruộng, kinh doanh, rèn sắt, lái xe đã chạy đến hiệu sách mua trường nhập môn. Những người này đều là người dân ở dưới đáy xã hội Linh Xuyên, số lượng của bọn họ chiếm hơn 70% tổng dân số, trừ khi trong số họ có người mà vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra là thiên tài, nếu không họ rất ít có cơ hội tu luyện. Tu luyện thì cần có tiền, mà họ không có của cải không có quyền thế, gia nhập vào tông môn nhỏ cũng là vọng tưởng, còn các thế lực lớn như Côn Luân Kiếm Cung thì lại càng không dám nghĩ tới. Bây giờ bỗng dưng có cơ hội có thể gia nhập vào thế lực lớn, ai mà không muốn thử. Thế là vùng đất Linh Xuyên, nông dân ngừng làm ruộng, thợ rèn ngừng rèn sắt, người khuân vác ngừng khuân vác, mỗi người đều cầm một cuốn sách nhỏ, cố gắng muốn tu luyện. Thế nhưng tu hành chỉ phù hợp với một số ít người, không những phải có hiểu biết mà còn phải có một thể chất tốt, đồng thời tuổi không được quá lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 89.